và Hằng sẽ đi từ những cái level mà nó dễ nhất, nó cơ bản nhất. Và ở The Rock đi chúng ta thì các anh chị cũng biết là cái gì mà dễ sao chép đúng không? Cái gì mà dễ sao chép thì chúng ta mới phát triển một cái bùng nổ được, chúng ta mới cấp số nhân được, đúng không? Thành ra là những cái buổi đầu tiên là Hằng đi vào cái level để cho tất cả anh chị em đều có thể làm video được. Và Hằng cũng ra một cái rule luôn ở trong team của mình, là ra một cái kỷ luật luôn là anh chị em nào cũng phải làm, trừ khi là chúng ta không muốn thôi. Còn nếu thực sự chúng ta muốn là anh chị em nào cũng có thể làm được hết á, thông qua những cái video, thông qua những cái buổi đào tạo của Hằng, thì ai cảm thấy là những cái gì Hằng đào tạo là dễ hiểu, dễ làm thì mọi người comment lên phong chat giúp cho Hằng. Những ai cảm thấy là những cái gì Hằng chia sẻ đang còn khó và mọi người chưa làm được thì comment cho Hằng là số số mấy nhỉ, số 4 đi. Ai thấy là dễ học, dễ làm, dễ thực hiện thì comment cho Hằng số 1. Ai thấy là đang khó với mình quá, những cái gì Hằng chia sẻ nó khó hiểu quá và mọi người chưa thể làm được video thì comment cho Hằng số 4 nhé. Ok mọi người. À vẫn còn chị Ngọc Lương là comment số 4 này. Chị rồi. Chị 999, chị Lam comment số 4. Chị Thuận comment số 4. Ôi, nhiều người thấy khó làm vậy hả các anh chị? Thấy ở đây của số 2 là gì vậy anh Sơn? Tự dưng chèn con số 2 vào thấy hoang mang quá, không biết số 2 là cái số gì luôn. Ok mọi người, chúng ta được 91 anh chị em rồi. Bây giờ các anh chị nếu mà thấy là trong giai đoạn này đang là cái thời điểm vàng để mà các anh chị và đội nhóm đồng đội của các anh chị phải nắm trong tay kỹ năng làm video. Các anh chị ơi, chúng ta không chỉ là video, không chỉ phục vụ cho các anh chị trong việc bán hàng đâu, mà có một cái tin rất là hot và chúng ta cũng đã nắm bắt được ở trong nhóm rồi, về 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 cái tin tuyển dụng rồi đúng không? Là chúng ta hoàn toàn có thể lên TikTok và chúng ta tuyển dụng những cái người mà đã có 5.000 lượt follow. 5.000 lượt follow là auto được miễn giảm cái điều kiện để mà trở thành đối tác luôn. Thì mọi người thấy là cái mở ra cái cơ hội cho chúng ta rất là lớn đúng không? Thế nên là cái việc mà chúng ta có kỹ năng làm video á, nó không chỉ là phát triển cho bản thân mình trong việc bán lẻ đâu, mà nó còn giúp cho các anh chị tuyển dụng cực kỳ tốt luôn. Thế nên các anh chị nào mà đang muốn phát triển bùng nổ tại Dropy thì các anh chị bắt buộc phải có kỹ năng làm video. Và nếu anh chị nào muốn đội nhóm của mình phát triển bùng nổ trong thời gian tới và đặc biệt là trong 90 ngày tốc chiến, thì các chị nhanh chóng share cái link này về cho đội nhóm của mình, share cái link này về cho đồng đội của mình. Mỗi người mời 1 đến 2 anh chị vào thôi. Và chúng ta sẽ bắt đầu cái chương trình ngày hôm nay nha các chị. Mình vẫn chưa tin tưởng kỹ năng làm video của mình. À, đây, Hằng thấy là 97 anh chị nhưng mà nhiều anh chị chưa comment á. Không biết là những anh chị chưa comment thì mình cảm thấy là đang dễ làm hay là khó làm. Ai, Hằng thấy comment số 1 này. Số 1, số 1, số 4 nhiều vậy mọi người. Khó làm à? Mọi người thấy là những cái gì mà Hằng hướng dẫn cho mọi người có dễ làm không hay là khó làm? Ok mọi người, thì bây giờ Hằng review lại nha. Những anh chị em mà comment số 4 này. Những anh chị em mà comment số 4 nha. Những anh chị em comment số 4 thì cho Hằng hỏi lại là cái buổi đầu tiên và buổi thứ hai mọi người có học không? Buổi đầu tiên là mọi người và buổi thứ hai thì anh chị em có học không? Có học chưa? Em làm mà nó cứ chạy lung tung. Là cái gì chạy lung tung hả chị Lan? Có. Những anh chị em mà comment số 4 là anh chị có học buổi 1 và buổi 2 Hằng Hằng hướng dẫn không? Và anh chị em thấy khó là khó ở cái chỗ nào? Hằng phải tìm ra nguyên nhân Hằng mới có thể hỗ trợ được mọi người. Không tìm ra nguyên nhân là không biết hỗ trợ sao. À, đúng rồi, mới làm thì đương nhiên là nó sẽ khó rồi. Nhưng mà ý Hằng đang hỏi là cái Hằng hướng dẫn cho các anh chị ấy, các anh chị có áp dụng được không và các anh chị thấy khó chỗ nào? À, nay mới học buổi đầu. Chị Hà Tình sẽ vào trong cái nhóm là record đúng không? Trong cái nhóm record trung nhân có cái nhóm record á, thì sẽ có ghi lại cái buổi 1 và buổi 2 của em.
thì chị sẽ vào đó chị học lại buổi 1, buổi 2 nhá. Thì trong buổi 1, buổi 2 á, thì em hướng dẫn cho mọi người. Thứ nhất là đây đúng rồi, VDV của chúng ta, bạn thắng của chúng ta đã gửi cho chúng ta cái link rồi này. Đấy, chưa được học đúng không? Những anh chị em mà chưa được học thì sẽ vào cái nhóm để mình được học lại nha. Em làm mà nó có chạy lung tung là chạy lung tung cái gì hả chị Lan? Mới làm nên thấy khó, mình mới học buổi đầu. Còn những anh chị em khác mà comment nãy comment số 4 á, là mọi người đang thấy khó chỗ nào mọi người comment giúp Hằng nha. Khó chỗ nào comment giúp Hằng. Quay selfie bị ngược chưa sửa được giọng nói. Rồi mới làm. Các anh chị comment số 4 vừa nãy á, comment giúp Hằng xem là mình đang khó chỗ nào nha. Hôm nay mọi người thông cảm là Hằng không 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 năng lượng như mọi hôm, vì đang đang hơi bị đau bụng đó mọi người, đang hơi bị đau bụng. Nhưng mà cố gắng là sẽ đi với mọi người hết hết cái buổi ngày mai một cách là chia sẻ cho mọi người một cách nhiệt tình nhé. Ok chưa? Thì bây giờ mong mọi người sẽ comment lên khung chat giúp Hằng là mọi người đang gặp khó chỗ nào. Chúng ta comment số 4 thì chúng ta phải biết là mình gặp khó chỗ nào thì mình mới biết được hỗ trợ chứ, à các chị chỉ nói là khó thì chả biết khó chỗ nào để mà hỗ trợ cho mọi người. Bây giờ á, Hằng nói thật là trong những cái khóa học bên ngoài mọi người có thể bỏ 6 triệu là khóa cơ bản nha, 13 triệu là khóa chuyên sâu hơn và có hiệu quả sâu hơn nữa, và 5 triệu cho cái việc hỗ trợ một một nha mọi người, 5 triệu cho cái việc là hỗ trợ một kèm một. Nhưng mà ở đây thì mọi người không có mất chi phí gì rồi đúng không, và Hằng đi hướng dẫn mọi người rất là kỹ luôn và kèm rất là sát cho mọi người luôn. Thế thì bây giờ cái việc của mọi người là comment cho Hằng, comment giúp Hằng là mọi người thấy khó, là mọi người đang thấy khó chỗ nào. Chứ còn các thầy chỉ dạy xong 4 buổi thôi, còn mọi người thấy khó chỗ nào thì kệ mọi người bắt buộc là bây giờ mọi người bỏ tiền ra, mọi người học thì tự phải mò mà làm, còn không làm thì không ra kết quả, thế thôi. Nhưng mà ở đây thì Hằng vẫn mong muốn là hỗ trợ cho tất cả các anh chị em, là chúng ta đều có thể làm video được, trừ khi là các anh chị ỳ lại, các anh chị lười, các anh chị không làm mà các anh chị không muốn thôi. Còn chắc chắn là nếu các anh chị muốn thì các anh chị sẽ bắt tay vào làm, hoàn thành nó hơn hoàn hảo các anh chị nhá. Hoàn thành hơn hoàn hảo. Còn anh chị nào mà gọi là không làm á, thì chắc chắn là chẳng bao giờ các anh chị có thể là có được cái kỹ năng làm video tốt đâu. Đây là thực tế các anh chị. Tất cả mọi kỹ năng thì trước tiên các anh chị đừng đòi hỏi mình là phải hoàn hảo. Mình phải bắt tay, mình phải chịu làm cái đã, nó mới mới hoàn mới hoàn hảo. Quan trọng là nó phải hoàn thành cái đã. Em viết giấy rất được, ra ý video thì không được hợp lý. Viết giấy rất được, ra ý video là em làm cái dạng gì? Vừa rồi thì chị hướng dẫn cho mọi người cái dạng cơ bản nhất là dạng review. Dạng review là cái dạng mà mọi người chỉ cần chia sẻ lại cái trải nghiệm về sản phẩm thôi. Và cái phần why á, có nghĩa là cái phần mà chia sẻ về về cái nguyên lý rồi cái lý do vì sao mà cái sản phẩm của chúng ta có thể là hỗ trợ được cho sức khỏe đúng không? Thì Hằng chia sẻ cho mọi người hai cái công cụ, hai cái siêu công cụ để giúp cho mọi người triển khai cái ý tưởng của mình. Đấy chưa? Triển khai cái ý tưởng của mình. Ví dụ như là thành phần trong trong đông trùng hạ thảo có thành phần gì và cơ chế của nó là nó cơ chế như thế nào mà nó có thể là giải quyết được cái tình trạng sức khỏe cho mình đúng không? Và sau khi mà các anh chị search cái siêu công cụ đó ra rồi thì các anh chị chỉ cần cần copy sang bên cái cắt cắt và các anh chị cứ vậy đọc thôi. Thì không biết là các anh chị thấy số 4 là khó ở chỗ nào ạ? Mọi người thử comment, còn mọi người thấy khó mà mọi người chả biết là khó chỗ nào thì chỉ là mọi người chưa làm. Chỉ là mọi người thấy mọi người chưa làm rồi mọi người mới câu khó. Được chưa? Còn là Hằng thấy là những cô mà u u 50 60 rồi mọi người vẫn chịu khó làm, Hằng thấy rất là dễ thương luôn. U 50 60 vẫn làm rồi, vẫn làm mấy cái video liền chứ không phải một cái thôi nha. Rồi có những anh con trai, có những anh mà cũng lớn lớn tuổi rồi vẫn làm video xong rồi nộp nhờ cô Hằng sửa bài này. Thực sự Hằng thấy rất là dễ thương luôn. Còn những anh chị em mà comment số 4 thì chắc chắn là nếu mà mình không phát hiện ra là khó chỗ nào thì chắc chắn là mọi người chưa làm. Bởi vì là
Khi mà mọi người trải nghiệm rồi, mọi người làm rồi thì mọi người sẽ biết là mình sai ở đâu và mình khó ở đâu liền. Khó khi nghĩ văn để nói. Khó khi nghĩ văn để nói thì em đã chia sẻ cho mọi người cái chat GPT rồi. Đấy, mọi người học nhưng mà mọi người có thực hành đúng không? Em chưa biết cách viết chữ lên màn hình thì chị cũng đã chia sẻ rồi. Chị đã chia sẻ rồi, em làm mà em muốn đổi giọng á, là em đổi hiệu ứng giọng nói sang giọng nói khác đó hả? Thì chị sẽ hướng dẫn cho mọi người, nếu mà cái phần cắt cắt đang còn khó thì Hằng sẽ hướng dẫn lại cho mọi người, hướng dẫn lại cho mọi người cái phần cắt cắt là Hằng sẽ chia nhỏ ra thành từng cái video, Hằng hướng dẫn cho mọi người được chưa? Là khó ở phần chỉnh sửa đúng không? Khó ở phần chỉnh sửa hay khó chỗ nào? Chị ghi ra và cứ nói vấp và chậm. Chị có ghi ra cắt cắt không ạ? Chị có ghi ra cái phần mềm cắt cắt không? Tức là cái giai đoạn đầu này á, Hằng không chưa yêu cầu là mọi người phải có những cái yêu cầu rất là cao, mà Hằng nói thật nhá, các anh chị đóng tiền ra, các anh chị học ở những cái khóa ngoài là các thầy yêu cầu cái trình độ của các anh chị phải rất là cao, nhưng ở đây thì chúng ta yêu cầu các anh chị ở cái mức độ cơ bản là trước tiên là mình dám làm trước, bởi vì trong một cái tập thể rất là đông như này thì là cái xuất phát điểm của mọi người rất là chênh lệch và cái độ nhanh nhạy của mọi người cũng khác nhau nữa. Có người nói phát là hiểu liền, làm được rất là nhanh, nhưng mà có những người thì phải tức là phải 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 cân bằng được cho mọi người đi từ những cái bước chậm chậm dần chậm, thành ra là Hằng đi từ những cái bước rất là đơn giản và yêu cầu là chỉ là mọi người dám bắt đầu làm cái video trước, thì Hằng chia sẻ cho mọi người những cái công cụ mà nhưng sau này mình không được phép là lạm dụng nó hoàn toàn. Nhưng mà bây giờ thôi thì thôi, mọi người cứ cứ sử dụng nó để mà mọi người hoàn thành được cái thử thách của mình trước, là mình làm thực hiện được cái video trước cái đã. Sau đó thì khi mà chúng ta dám làm video rồi và chúng ta làm nhiều á, thì tự lúc đó là các anh chị sẽ dạn dĩ hơn trước cái camera điện thoại, và khi đó thì các anh chị cái kỹ năng của các anh chị cũng dần dần nó lưu loát hơn. Thực ra bản thân Hằng của Hằng vậy đó. Thực tế thì bản thân Hằng là một cái người bị hạn chế về mặt giao tiếp. Lúc trước đó là Hằng ngồi bên cạnh một người thân, người quen, Hằng không nói được quá 10 câu, anh chị tin không? Và trong một cái cuộc nói chuyện á là hết, nhiều khi á người ta nói một câu mà xong cái buổi nói chuyện đó rồi Hằng mới nghĩ ra một cái câu để mà đáp trả lại người ta. Thế thì vì sao mà ngày hôm nay Hằng có thể là xuất hiện ở những cái chương trình vài trăm anh chị để mà Hằng có thể là đào tạo chia sẻ bắn như súng liên thanh được, là vì nhờ là Hằng chịu khó làm, chịu khó luyện mọi người ạ. À, không có cái gì mà tự dưng mọi người chưa, mọi người là một cái em bé và mọi người biết chạy luôn cả, mọi người phải bắt đầu là tập bò, tập lẫy, rồi tập bò, rồi tập đi, rồi tập chạy đúng không? Nhưng mà mọi người phải chịu ngã, phải chịu đau, phải chịu những cái khúc mà mình đang còn gì nhỉ, đang còn vụng về, rồi phải chịu những cái lúc mà mình đang còn làm sai, thì mọi người mới bắt đầu mọi người hoàn chỉnh cái kỹ năng của mình được, được chưa? Thế nên là ngày hôm nay hãy cho phép mình làm trước, làm nhiều, và nó chưa hoàn hảo thì mình sẽ hoàn hảo sau, hoàn hảo sau. Mọi người đồng ý không ạ? Làm mới thấy sai đúng không? Đúng rồi, làm mới thấy khó chỗ nào, mới thấy sai chỗ nào. Còn các anh chị mà comment số 4 là thấy khó nhưng mà chả biết khó chỗ nào thì Hằng chắc chắn luôn là các anh chị đó chưa làm. Đấy, không nắm được chỗ sở, khó nhất là phần kịch bản đúng không? Phần kịch bản thì đương nhiên là kịch bản luôn luôn là cái phần khó nhất rồi. Thế nên là Hằng mới bảo là bây giờ Hằng cho mọi người đi từ cái kịch bản dễ nhất là cái kịch bản review, rồi chưa? Và Hằng có cho mọi người cái khung sườn kịch bản để mọi người thực hành luôn. Là không biết là ở đây những ai đã xem được cái kịch bản mà Hằng đã cho sẵn mọi người, là Hằng đã có nốt ở trên Hằng đã có ghi ở trên luôn. Đây, dạng video cơ bản là chia sẻ câu chuyện trải nghiệm này. Đấy, là mỗi người thì có một cái câu chuyện khác nhau nên là Hằng chỉ cho mọi người cái khung sườn và mọi người sẽ triển khai theo ngôn ngữ của mình để làm sao cho nó chân thật. Thì đầu tiên này, Hằng cho luôn mọi người cái mẫu tiêu đề này. Rồi mở đầu thì mọi người chỉ cần kể về cái tình trạng sức khỏe của mình trước đây thôi. Thì có ai là không kể đâu không ạ?
Thì trước đây là mình bị táo bón này, mình ăn uống sorry mọi người, trước đây là mình bị cái tình trạng là gì, suy nhược cơ thể này, rồi mình bị cái tình trạng là say xe này, đúng không? Hay là mình bị cái tình trạng ABC gì đó, mọi người nói ra được chưa? Và sau đó thì mình đã thử rất là nhiều cách nhưng mà nó không cải thiện. Ai mách cho cách gì là mình cũng thử hết nhưng mà không cải thiện, cho tới một ngày cái sản phẩm đông trùng hạ thảo trung nhân lên kệ của Dropy, và mình cũng mua về. Mình thấy trong cái buổi đào tạo mình bảo đúng là cái vấn đề mà mình đang gặp phải, thì mình mua về mình thử dùng, nhưng mà không ngờ nó lại thực sự mang lại cái hiệu quả rất là bất ngờ với mình, là mình đã cải thiện được cái tình trạng của mình đấy. Thì chỉ đơn giản là kể chuyện thôi mọi người. Và sau đó thì nếu mà trong cái video của mình mọi người muốn phân tích nó cho nó kỹ hơn, vì sao mà đông trùng hạ thảo nó lại giải quyết được cái vấn đề cho mọi người, thì Hằng đã cho mọi người cái con chat GPT đúng không, mọi người chỉ cần hỏi một câu là nó cho ra một loạt luôn, nó cho ra một loạt luôn, và mọi người hỏi càng hỏi sâu nó càng đi về cái nguyên lý rất là sâu của sản phẩm, nó tác dụng như nào, thì mọi người nó sẽ trả lời cho mọi người hết. Câu từ ngôn ngữ thì ChatGPT nó đã làm rất là trơn tru cho mọi người rồi. Mọi người chỉ cần cái đó khó nhớ đúng không? Hay bản thân Hằng mà nói về kiến thức chuyên môn thì cũng khó nhớ luôn, chứ không hề dễ nhớ. Đấy, nhưng mà trong mọi người để ý, trong cái team series làm video siêu dễ này có những cái cô mà nói vanh vách như một chuyên gia luôn. Đến khi hỏi, ủa, chị nhờ xong rồi chị như chuyên gia, chị có phải là bác sĩ gì không? Bảo không, chị bình thường thôi, nhưng mà chị sử dụng cái máy nhắc chữ cắt cắt đó, mà trong khi chị cũng lớn tuổi, là Hằng không nhớ là chị thi hay chị gì nhỉ, Hằng không nhớ cái tên, nhưng mà chị làm và chị nói rất là lưu loát luôn, là nhờ cái máy nhắc chữ của cắt cắt đó mọi người. Thì việc của mọi người là sang bên ChatGPT tìm ra cái mà mình muốn nói, xong đó bê bên ChatGPT chỉnh sửa một chút xíu làm sao cho nó hợp với văn phòng, với ngôn ngữ và với cái nội dung mà mình muốn chia sẻ cho khách hàng, sau đó dán qua cấp cắt và đúng hết mọi người thực hiện thôi, đúng không? Chưa yêu cầu gì cao siêu hết. Đang lật cô giáo ơi, không nghe được à? Ủa mọi người có nghe được không? Chị nói được nhưng khi quay video lại không tự tin. Đúng rồi, lúc đầu thì nó hơi 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 lọng cọng á chị. Mình chưa quen với cái việc là mình đứng trước camera mình nói, nó hơi lọng cọng. Bản thân em thì lúc trước khi mà lên chương trình Zoom như thế này này, em tim đập chân run, tim muốn bắn ra ngoài luôn đó chị, giống hệt Thắng lúc nãy là còn nói lưu loát, nói duyên dáng ở nhà. Em lần đầu lên Zoom là như gà mắc khóc luôn. Nhưng mà vì sao mà em có thể nói được như ngày hôm nay, là vì em cho phép là bản thân mình sai, được trải nghiệm, được sai đó, được hoàn thành những cái thử thách, và dần dần thì cái kỹ năng của em mới phát triển được như ngày hôm nay các anh chị. Thế nên là đừng có yêu cầu bản thân mình phải hoàn hảo ngay từ đầu, mình cứ cho phép mình lòng cọng, mình sai đi, mình chưa hoàn hảo đi, được chưa? Rồi dần dần các anh chị sẽ nhận ra là à mình sai chỗ đâu, chỗ nào mình cần cải thiện, thì các anh chị sẽ hoàn thiện dần. Chèn hai hình ảnh, chèn hai video và đoạn là hai đoạn khác nhau vào video. Cái này là em hướng dẫn rồi mà ta, cái này là em có hướng dẫn, em làm video em hướng dẫn luôn rồi mà. Ồ, mọi người đang còn những cái rất là cơ bản này mọi người chưa biết ạ. Vẫn đang nghe bình thường đó mọi người. Thắng đẹp trai nên ừ đó, bỏ qua lỗi vì đẹp trai đấy nha, không đẹp trai là bắt lỗi liền. Ok đấy, chị vào trễ nên không biết chỗ search ChatGPT rồi copy qua cấp cấp. À cái copy thì chị chỉ cần copy văn bản giống bình thường thôi ạ. À? Copy giống văn bản bình thường thôi. Rồi qua cắt cắt thì rồi, ok. Chút xíu nữa thì em sẽ, nếu có thời gian thì em sẽ làm lại cái phần đó cho mọi người. Còn nếu không thì em sẽ quay video lại thành một chuỗi để cho mọi người học được chưa? Em sẽ chia nhỏ ra và em quay thành một chuỗi để cho mọi người học. Mọi người đồng ý chưa? Còn ai mà comment số 4 mà không chịu học nữa thì em chịu bó tay chấm com luôn. Bó tay chấm com nhá. Cái việc mà mọi người không làm thì em bó tay chấm com luôn. Và em cũng sàng lọc ra những anh chị mà thực sự mình là những người hành động á, những người vào học và hành động.
thì là em sẽ có thể là kèm cặp cho mọi người tiếp và trong chặng đường dài luôn. Các anh chị làm TikTok rồi các anh chị làm Reel, sau này á Reel ở trên Facebook nó sẽ gắn rõ hàng luôn các anh chị. Thế nên là cái cơ hội của mình đang còn dài lắm, cơ hội của các anh chị đang còn rất là dài. Thế nên việc quan trọng nhất là bây giờ các anh chị hành động đi. Còn nếu 2 tuần rồi mà các anh chị không làm nổi được một cái video, mà trong khi Hằng đã hướng dẫn rất là chi tiết rồi và cũng yêu cầu mọi người làm rất là dễ rồi mà các anh chị không làm nữa thì là do các anh chị không chịu làm thôi, còn còn không có cái chỗ nào là khó mà đến cái mức mà những ô cô chú u 50 60 họ làm được mà mình không làm được đã. Được chưa, chưa làm được phần máy nhắc chữ. Ok rồi, mọi người mò lại cái buổi 1 buổi 2 và mọi người học lại dùng hàng nha. Anh chị em nào mà thấy khó chỗ đó thì mò lại buổi 1 buổi 2 học lại dùng hàng, hoặc là đợi đến tháng sau. Được chưa? Đợi đến tháng sau thì Hằng lại sẽ đào tạo lại cho cái lớp anh chị em mới, hoặc là những anh chị em nào mà chưa theo kịp nữa thì mình học lại cái khóa sau. Còn nếu mà không nữa thì mọi người nên nên xem lại buổi 1 buổi 2 Hằng đã có đào tạo nhá. Rồi ok, mình đã có 113 anh chị rồi. Còn ai mà đồng đội của mình chưa vào được, mọi người thều thều đồng đội đồng bọn đồng chí của mình vào Zoom nhá. Thì ngày hôm nay thì Hằng sẽ chia sẻ cho mọi người cái nội dung mới, thì nội dung này nó cũng khá là dài đó mọi người, và khả năng là nội dung này nó cũng sẽ hơi bị khô một chút xíu. Nội dung này nó bị hơi bị khô một chút xíu và nó cũng hơi bị nhiều lý thuyết chút xíu, thành ra là cũng yêu cầu cái sự tập trung của mình rất là cao đấy. Thì còn cái phần mà anh chị thấy khó ở những cái phần kỹ thuật đó thì Hằng sẽ quay video lại, Hằng gửi lên nhóm cho mọi người, và mọi người chịu khó lên những cái chỗ mà tin nhắn Hằng ghim đấy, Hằng ghim tin nhắn ở trên, thì mọi người chịu khó lục trên cái phần tin nhắn ghim thì sẽ có nào là kịch bản gợi ý này, nào là gì ạ, bộ nào là kịch bản gợi ý này, rồi nào là những cái link mà Hằng có hướng dẫn cho mọi người từng cái bước rất là đơn giản thôi đó. Hằng cũng chưa có làm nhiều cái bước nó phức tạp quá, Hằng làm những cái bước rất là đơn giản thôi. Thì mọi người follow cái YouTube mà Hằng mới lập ra đó, là lập ra để hướng dẫn cho các anh chị á, thì các anh chị follow để các anh chị xem đó. Hằng sẽ chia video rằng làm để hướng dẫn cho các anh chị, được chưa? Rồi ok mọi người, rồi mọi người đã sẵn sàng đến với cái buổi ngày hôm nay chưa? Đấy, đã thông cái khúc đầu rồi đúng không? Đấy, mọi người chịu khó đi học lại thôi. Chứ còn là em thấy là chủ yếu là khó là do mọi người chưa học kỹ. Khó là do chưa học kỹ thôi. Chứ còn những cái đó là em đã hướng dẫn cho mọi người hết rồi. Đúng không? Đúng không? Rồi, sẵn sàng rồi, mọi người sờ sờ lên khung chat giúp em. Đấy, đảm bảo là tất cả mọi người đều sờ sờ nhá. Ai mà không sờ là chưa sẵn sàng, là chúng ta chưa bắt đầu được. Thế nên là hãy đảm bảo là mình sờ sờ lên khung chat, mình có một cái chọn một cái địa điểm mà tập trung tuyệt đối, im lặng yên tĩnh, được chưa? Mình chuẩn bị cho mình một cái cốc nước để đỡ phải đứng lên, rồi sau đó thì mình chuẩn bị gì ạ, giấy sổ bút nóng bỉm. Có anh comment là nếu mà buồn tè thì đóng bỉm kìa. Ok mọi người. Đây chị Mai Thi đây này, chị Mai Thi này, chị lớn tuổi rồi mà chị vẫn chịu khó làm video ấy chị ạ. À, đấy em, mọi người chịu khó nhìn những cái tấm gương như vậy mà mình cảm thấy là à, họ làm được, tại sao mình không làm được, đúng không? Mình trẻ trung hơn rồi, mình công nghệ thì có khi mình rành hơn, tại sao mình chưa làm được, thì mình phải chịu khó mình làm nhá. Rồi đa số là em thấy những ai mà chịu khó học là làm được hết đấy, kể cả các cô lớn tuổi cũng làm được mà, đúng không? Thì có chẳng không có lý do gì mình không làm được hết, đúng không các chị? Mới nhắc nhóm video trên Facebook rồi, em có làm những cái đoạn video ngắn ngắn đó chị, để hướng dẫn cho mọi người. Đầu tiên là cái cách cắt ghép cắt gọt video này, xong đó là cái cách để giúp cho mọi người giải tỏa cái nỗi sợ xấu này, là dùng mây tu này. Sau đó thì em giúp cho mọi người xử lý tiếng ồn này, em giúp cho mọi người lật cái hình ảnh mà sản phẩm bị ngược chữ ấy. Có phải mọi người quay lên nó hay bị ngược chữ không? Thì em cũng có video hướng dẫn cho mọi người luôn rồi, đúng không? Đấy, sờ sờ sẵn sàng hết cho mọi người. Đang còn thiếu này, 116 anh chị mà chưa thấy đầy đủ hết sờ sờ đâu.
Chưa thấy sờ giờ hết đâu mọi người, còn ai mà chưa sờ giờ không, ai chưa sẵn sàng không? Hằng muốn đảm bảo rằng là tất cả anh chị em đều đã sẵn sàng để bước vào cái buổi ngày hôm nay rồi, bởi vì dù sao các anh chị cũng đã dành thời gian để mà tham gia vào cái buổi ngày hôm nay rồi mà mình chưa sẵn sàng, đúng không? Mình chưa sẵn sàng để mà cho 100% vào cái buổi ngày hôm nay thì có phải là mất thời gian của các anh chị không, đúng không? Chào chị Thanh Đăng, chị Thanh Đăng mới vào à? Chị đang mới vào mọi người. Ok, và cửa buổi record ngày hôm nay. Rồi, cảm ơn Thanh Thanh nha. Trời ơi, mắt lòng mắt ruột đấy. Thỉnh thoảng cho cái lời lệ, cho cái lời khen cái là bắt đầu tâm hồn lại bay bay nóc nhà, lại cái gì nhỉ, năng lượng phun tóc binh liền mọi người ạ. Thỉnh thoảng có học trò khen câu là năng lượng lại phun tóc binh liền. Thật ra là em cũng không phải cô giáo cô giết gì đâu mọi người ạ. Em cũng chỉ là một cái người đi trước, là một cái người mà đã sai nhiều hơn các anh chị, là cái người mà đã làm nhiều hơn các chị vậy thôi. Và ngày hôm nay thì em học nhiều hơn, em làm nhiều hơn, em sai nhiều hơn, em có nhiều cái trải nghiệm hơn thì em chia sẻ lại cho các anh chị, và em hoàn toàn hiểu những cái tâm lý của các anh chị hết. Thế nên là mọi người có những cái rào cản gì, những cái chỗ nào mà mình còn đang thấy khó thì mọi người cứ comment lên. Còn anh chị em nào mà chịu không 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 chịu làm á thì em cũng chịu, em không biết làm sao để mà hỗ trợ giúp cho các chị làm nữa. Ok mọi người, rồi mình sẽ đến với cái buổi ngày hôm nay nhé các chị. Bí mật mà các video mắt tôi không bao giờ muốn cho bạn biết. Nghe nó cuốn không mọi người, nghe nó cuốn không ạ? Bí mật mà các video mắt tôi không bao giờ muốn cho các anh chị biết, trừ khi các anh chị phải đi học bỏ ra những khóa mà 6 triệu mười mấy triệu các chị mới nắm được những cái bí mật này. Đấy, nhưng mà ngày hôm nay thì chỉ cần các chị tập trung tuyệt đối thôi, chỉ cần các chị tập trung tuyệt đối thôi. Trong những cái buổi trước là Hằng đi những cái level mà nó dễ nhất rồi, các chị đi những cái level dễ nhất rồi, nhưng các chị không tập trung thì các chị sẽ không 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 nắm được. Và ngày hôm nay nó còn phải yêu cầu các chị là tập trung nhiều hơn nữa. Chưa? Ngày hôm nay phải yêu cầu các chị là phải tập trung nhiều hơn nữa. Thế nên là Hằng mới cần các anh chị là comment lên sờ sờ, là để đảm bảo là tất cả chúng ta đều đã sẵn sàng ấy, tất cả chúng ta đều đã sẵn sàng ấy. Rồi, ok. Thì bây giờ Hằng sẽ chia sẻ cái slide nha các chị. Hằng sẽ chia sẻ cái slide nha. Ok mọi người. Hôm nay hơi hơi đau bụng, đang cố gắng để mà chia sẻ, nên là mọi người hỗ trợ Hằng bằng cách là comment tương tác rồi tập trung giúp Hằng nha, tập trung nha, để không phải hỏi lại nhiều, chứ Hằng cái nội dung nó cũng dài dài đó, mà chia sẻ đi chia sẻ lại là cũng hơi đuối, như mọi hôm là Hằng chơi khô máu luôn. Chơi khô máu với các anh chị luôn, nhưng mà hôm nay hơi hơi đang khó chịu bụng các anh chị ạ. Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chương trình bí mật các video master không muốn cho bạn biết. Được chưa? Đây, những cái video master là những cái người mà người ta là bậc thầy làm video rồi các chị ạ. Là những cái người mà người ta làm quá nhiều video rồi. Thật bây giờ các chị mới được học bài bản, chứ có nhiều người á, người ta chỉ gọi là làm nhiều rồi tự dưng người ta lên không? Người ta trở thành một cái thương hiệu gọi là lặp đi lặp lại ở trong cái tâm trí khách hàng. Còn nếu mà các chị muốn lặp đi lặp lại trong tâm trí khách hàng, bắt buộc là các chị phải làm nhiều và xuất hiện một cái tần suất nhiều ở trước mắt khách hàng, thì tự dưng là các chị sẽ thành cái thương hiệu không? Thương hiệu chẳng qua là thứ mà lặp đi lặp lại và nó in sâu vào tâm trí khách hàng về bản thân mình, và khi mà bản thân mình không có mặt ở đó, người ta vẫn sẽ nói về các anh chị như vậy, thì nó chính là thương hiệu. Thế nên là thương hiệu không thể đến từ những cái mà mình làm quá là ít, làm video mà làm quá là ít thì cũng không thành thương hiệu được. Và mọi người cũng thấy ví dụ như Hà Linh đúng không, bây giờ giống như là một cái tượng đài, giống như một lần cái tượng đài trong cái ngành gọi là KOL, KLC đúng không? Và bây giờ cô ấy đã là cái người mà rất có tầm ảnh hưởng và kiếm bộn tiền ở trên TikTok, trên YouTube rồi. Và trước đây ấy, làm gì mà cái bạn Hà Linh bạn được học bài bản như các chị, là cũng chủ yếu là làm nhiều thôi. Đầu tiên là cũng cứ để cái điện thoại lên, rồi có cái sản phẩm thì cứ quay quay review vậy, nói vậy thôi. Thế từ từ dần 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 nói nhiều làm nhiều thì nó thành thuần thục, và sau này khi mà có điều kiện rồi, có tiền rồi, bắt đầu là mới có ekip,
làm video cho nó xịn sò chuyên nghiệp, chứ là trước đây làm gì có được chúng mọi người đó. Những cái người mà người ta bây giờ thành công á, là những cái người mà người ta đi lên từ những cách rất là kiểu thô sơ ấy. Còn ngày hôm nay các anh chị được học rất là bài bản, rồi các anh chị được chia sẻ những cái bí kíp giúp cho hỗ trợ cho các chị làm rất là dễ rồi, mà mình còn lấy lý do để mà mình không làm được nữa thì thôi, chịu thôi các chị ạ. À, chịu thôi, không ai độ được, không ai độ được cái người lười hết, không ai độ được cái người ì hết. À, bản thân Hằng nhiều khi còn phải sốc sốc cái tinh thần của mình lên để mình không được phép ì. À, ngày hôm qua Hằng live stream TikTok hay gì ạ? À? À, Hằng làm chương trình, Hằng làm chương trình rồi Hằng hỗ trợ cái gì em trong team mãi đến tầm 10 rưỡi, 10 rưỡi hơn 10 rưỡi bắt đầu Hằng mới live stream. Mọi người biết không, live một phát là 600 700 người ồ ạt vào, mình bị choáng luôn, mình bị ngộp luôn. Thế nhưng mà bản thân mình không cho phép mình thử thách thì lấy đâu ra những cái người mà live stream chuyên nghiệp, đúng không? Họ cũng phải thử thách, những cái buổi ban đầu họ cũng lơ ngơ lóng ngóng giống như hàng hôm qua, đúng không ạ? Cái gì cũng có những cái lần đầu tiên hết, nên là các anh chị cứ cho phép mình hoàn thành trước rồi hãy hoàn hảo nhá. Ok chưa? Rồi, chúng ta sẽ đến với cái buổi đầu tiên, và Hằng cũng phải nhắc lại, Hằng cũng vẫn phải nhắc lại với mọi người một cái nội dung mà trong bất kỳ cái gì kinh doanh liên quan tới kinh doanh là mọi người phải xác định rõ cái điều này, đó là xác định rõ chân dung khách hàng. Để cho các anh chị, trong bất kỳ cái gì mà liên quan tới kinh doanh là mọi người phải xác định rõ chân dung khách hàng giúp cho Hằng. Ví dụ như là truyền thông, ví dụ như là marketing, ví dụ như là sale, ví dụ như là gì, xây dựng thương hiệu cá nhân, tất cả mọi thứ đã liên quan tới kinh doanh là mọi người phải xác định rõ chân dung khách hàng. Thì khi mà xác định rõ chân dung khách hàng rồi, mọi người mới hiểu được hành vi của họ, mới hiểu được sở thích của họ, mới hiểu được nỗi đau của họ, mới hiểu được điểm G của họ, mới hiểu được điểm T của họ, đúng không? Điểm G, điểm T là gì? Thì trong những cái buổi sau, hôm nay là Hằng cũng sâu luôn cho mọi người điểm G rồi. Còn điểm T là gì thì hôm sau cái buổi mà làm video hay đơn hàng liền tay, mọi người sẽ biết điểm T là gì, bốn cái điểm T. Khi mà mọi người xác định được bốn cái điểm T này, Hằng khẳng định với mọi người luôn, nó không chỉ phục vụ cho mọi người trong cái việc làm video mà nó còn phục vụ cho cái việc trong trong mọi cái công đoạn khi mà mọi người bán hàng, mọi người chốt đơn, mọi người chốt khách hàng, mọi người làm nội dung, mọi người xây dựng profile, thì nó đều rất cần thiết và nó đều rất hữu ích luôn. Nếu mọi người nắm được bốn cái T này, mọi người sẽ biết vì sao khách hàng lại mua hàng của mình. Thấy chưa? Thấy chưa mọi người? Ok. À, rồi, xác định rõ chân dung khách hàng. Và ngày hôm nay sau khi mà xong từng cái buổi học của Hằng thì mọi người phải làm bài tập, được chưa? Và cái buổi ngày hôm nay cũng có bài tập, đó là mọi người xác định rõ chân dung khách hàng, đúng không? Là mọi người bán đông trùng hạ thảo, đúng không? Mọi người theo đông trùng hạ thảo. Thì đông trùng hạ thảo nó có rất là nhiều những cái công dụng khác nhau, chứ không phải một công dụng. Nhưng cái khách hàng nào mà mọi người hướng tới, khách hàng của mọi người là cái tệp khách hàng độ tuổi bao nhiêu, họ gặp vấn đề gì, họ gặp nỗi đau gì, mọi người xác định rõ cho Hằng. Thu nhập của họ rồi sở thích của họ, nỗi đau của họ, nghề nghiệp của họ là gì, mọi người xác định rõ lại giúp cho Hằng nhá. Đây, họ là ai, nỗi đau và điều gì khiến Hằng họ mua hàng của các chị, và hành vi họ xem TikTok, họ xem video, họ xem reel là gì, đúng không? Hành vi là gì ạ? Tức là họ lên TikTok nhưng không phải cái nào họ cũng xem, mà nhiều khi là họ họ lướt như này, nhưng cái gì mà nó khiến cho họ kích thích cái mà họ đang mong muốn xem thì họ mới ở lại xem, được chưa? Hay là cái nhạc gì đó khiến cho họ cảm thấy là nó êm cái tai của họ, nó khoái khoái đấy, thì họ mới ở lại họ xem, đúng không? Ví dụ như một cái người già mà người ta lướt đến một cái video, khách hàng của mọi người là một cái người già đi, một cái người già đi, mà mọi người làm cái nội dung video và mọi người chèn vào cái nhạc nhạc remix hay là nhạc trend, thì họ có ở lại xem không các chị? Mọi người comment đi, nếu mà khách hàng của các chị hướng đến là đối tượng người già, đúng không? Mọi người đang bán cho cái đối tượng người già mà mọi người làm video, mọi người chèn nhạc remix, chèn nhạc trend, chèn nhạc sàn vào, thì họ có ở lại xem không? Đấy, thế nên là cái việc xác định rõ chân dung khách hàng của mình nó cực kỳ quan trọng, đúng không? Trong việc các chị làm video, đúng không ạ? Các chị đồng ý không ạ?
Đấy, khách hàng thích xem cái gì? Thì cái này nó liên quan tới điểm G thì Hằng sẽ chia sẻ cho mọi người luôn. Đây, khách hàng thích nghe nhạc gì? Đấy, lớp trẻ, giới trẻ thì họ thích nghe cái nhạc gì? Thế hệ 8X, 7X thì họ thích nghe nhạc gì? Thế hệ U50, 60 họ thích nghe nhạc gì? Mỗi đối tượng khách hàng họ sẽ có những cái hành vi, những cái sở thích khác nhau. Đây, và khác nhau như thế nào thì các anh chị khi mà xác định được cái điểm này á, các anh chị sẽ thắng. Các anh chị sẽ thắng trong bất kỳ một cái hoạt động kinh doanh nào của mình. Đó là xác định điểm G. Được chưa? Xác định điểm G. Điểm G là cái điểm nghe là phê mà nhìn là sướng đó các anh chị. Điểm G là cái điểm nhìn vào là sướng, nhìn vào là phê, nhắc tới là phê, nghe tới là phê cái gì. Sướng sướng khoái khoái chảy nước miếng đó các anh chị. Đấy, được chưa? Và mỗi đối tượng khách hàng họ sẽ có điểm G khác nhau, họ hoàn toàn không giống nhau. Thành ra là các anh chị sẽ phải xác định đối tượng khách hàng của mình rất là rõ, rất là chi tiết ra là họ có nỗi đau gì. Ví dụ như là họ bị mụn thì điểm G của họ là gì, cái điểm sung sướng của họ là gì? Điểm G của họ là gì, sung sướng của họ là gì, nỗi đau của họ là gì? Rồi cái người bị xương khớp, những người bị xương khớp đi, thì cái điểm G của họ là gì? Đó, họ thấy cái hình ảnh gì, họ sẽ ao ước, họ sẽ khát khao, họ sẽ sướng, và họ thấy cái hình ảnh gì, thấy cái video gì thì họ sẽ cảm thấy là đau đớn, họ cảm thấy là đúng đúng là cái nỗi đau của mình đây. Đấy, thì đấy chính là điểm G của các chị. Không sẽ đúng rồi, đúng rồi, đúng không? Đấy, ví dụ nha, hàng ví dụ nha, hàng ví dụ như một cái đối tượng mà yếu sinh lý mà hiếm muộn đi. Hàng hàng ví dụ nha, một cái đối tượng yếu sinh lý và hiếm muộn đi thì người ta sẽ thích xem cái gì các anh chị? Người ta xem cái gì là người ta sẽ cảm thấy rất là kiểu rất là thích, rất là khoái, rất là sướng, rất là hạnh phúc, rất là ước ao. Đấy, nhìn là phê liền, nghe là sướng liền. Các chị xác định được điểm G này, sau này á, cái video của các chị làm sẽ rất thu hút luôn. Ok, trẻ con. Đấy, các chị lấy số đi ạ. Các chị thông minh lên rồi đấy, các chị lấy số rất là nhanh rồi đấy. Đấy, anh Điền Nguyễn này, trẻ con này, chị Bích Hồng Phạm, trẻ con. Chị Lan, trẻ con. Chị Mai Thi, trẻ con. Chị Hoàng Hằng, trẻ con. Còn đáp án gì khác không các anh chị? Ngoài đáp án trẻ con mà còn đáp án gì khác? Chị Lan, trẻ con, đúng không các anh chị? Trẻ con là đúng rồi đấy. Trời ơi, đang hiếm muộn, đang khao khát có một mụn con. Mà trời ơi, tự dưng thấy một cái video đứa bé nó bụ bẫm rồi nó cười như một thiên thần rồi. Nó cười, cái tiếng cười rồi cái tiếng nó gọi ba ba rồi tiếng nó gọi mama rồi nó ăn bột nó lem lích ra cái miệng xong rồi nó cười rồi nó khóc nó mếu. Trời ơi, nhìn cái hình ảnh đó ai mà không ao ước đâu mọi người. Chị Nga Nguyễn, người già. Người già là cái gì ạ? Chị Nga Nguyễn, người già là gì? À, nếu nếu không người già nha, nếu mà nếu là một cái người hiếm muộn mà một cái cảnh người già nha, thì sẽ là một cái cảnh người già mà con cháu quay quần xung quanh, đúng không? Đúng, nó cũng sẽ là một điểm G nhưng mà nó phải có bối cảnh. Chị Nga Nguyễn comment người già thì em biết là người già là gì? Trẻ con, mẹ mang bầu. Rồi, xuất sắc chị Ngô Bích, xuất sắc luôn ạ. Mẹ mang bầu nó cũng là một cái hình ảnh mà khiến cho một người hiếm muộn họ nhìn vào là họ rất phê, họ rất sướng luôn, họ rất thích và họ rất ao ước luôn. Được chưa? Rồi gì nữa mọi người? Lấy số đi các anh chị ơi. 120 anh chị mà ở đây mình thấy là có 2, 4, 6, 8, 10 người. 10 người là lấy số. Còn các chị còn lại thì chúng ta không nghĩ được ra cái gì mọi người? Không nghĩ được ra cái gì ạ? Cho bản thân, cho não của mình luyện cơ bắp đi các anh chị, cho não mình nó có nếp nhăn. Ok, mình cơ thể mình còn phải cho nó tập thể hình đúng không, để nó khỏe thì não của mình cũng phải bắt nó tập suy nghĩ để cho nó có nếp nhăn nhá. Ok, hai vạch xuất sắc luôn chị Tình ơi. Eo La Dương hai vạch xuất sắc luôn. Gia đình có đủ đấy, đúng rồi, nó cũng là một bối cảnh khiến cho người ta ao ước đấy. Rồi,
Trước nhà em có một cô chú bảo vệ, chú không có con đấy, mà nhìn 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 cái cô ấy, cô vợ ấy, cô thấy đứa con nít nào là cô thích lắm luôn. Đấy, trước mà con nhà em sang chơi á, là gọi là coi bắt cóc ở lại lúc cho ăn rồi là cho ăn xong xong bế về, mọi người rất là thương luôn, rất là tội luôn, vì người ta khao khát lắm, đặc biệt là phụ nữ nha. Đàn ông nhiều khi người ta không 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 nhiều khi cuộc sống rồi nhiều thứ chi phối ấy, là nhiều khi họ cũng đàn ông là họ là sĩ diện nha, khi mà đi họp họ xong rồi thấy kiểu mâm trên mâm dưới này đấy, nó cũng là một cái đánh vào nỗi đau nha. Nhiều khi mà đóng cái cảnh mà đi họp họ xong rồi mày không có ngon rồi mày mâm trên mâm dưới đấy, kiểu kiểu vậy, nó cũng là một nỗi đau đúng không? Hay là ra đường thì đóng bối cảnh ra đường người ta nói mỉa một câu thôi đúng không, nó cũng là nỗi đau, nó cũng là để vừa rồi phụ nữ thấy con người ta bế con rồi người ta vạch cái bầu sữa rồi người ta cho bú đúng không, nó cũng là một điểm g, hay là cái que hay vạch nó cũng là điểm g. Video con gà mái chờ đổi trống đẻ cái gì mà nó phức tạp vậy anh Điền một đàn con rồi đúng rồi các chị ơi, đúng rồi đấy, các chị bắt đầu nhận ra cái điểm g của khách hàng rồi đó, thì nơi chị hiếm muộn hiệu quả. Thì nó cũng là một cái, nhá. Thì khi mà các chị phát hiện ra được cái điểm g của khách hàng là cái gì á, thì các chị cứ đề cái điểm g các chị đưa vào đầu video cho hẳn, được chưa? Một cái video thành công hay thất bại nó là ở cái điểm thu hút, và cái điểm thu hút ở 5 giây đầu tiên á, nó sẽ quyết định xem là video của các chị có lên xu hướng được không, video của các anh chị có khiến khách hàng ở lại hay không, và video của các anh chị có hiệu quả hay không, nó là nhờ 5 giây đầu tiên, được chưa các anh chị? 5 giây đầu tiên mà các anh chị không xác định được điểm G, các anh chị không khiến cho khách hàng thu hút được, các anh chị không chọn được cái gì khiến giữ chân họ lại, thì coi như là tất cả những cái thông điệp về sau các anh chị thua, được chưa? Tất cả những cái thông điệp về sau cho dù nó nhân văn, nó ý nghĩa, nó sâu sắc, nó hay, nó giá trị cỡ nào, mà các anh chị không khiến cho người ta thu hút vào cái video của mình, người ta không click vào cái video của các chị và người ta không ở lại sau 5 giây đầu tiên, thì coi như mọi thông điệp về sau nó trở thành vô nghĩa và mọi người trở thành một cái người bị thua trong trong cái video của mình. Mọi người làm mất cái giấy thông hành với khách hàng khi mà người ta chạm vào cái video của mình, được chưa? Đấy, thế nên các anh chị xác định điểm G, thì các anh chị xác định điểm G rồi, các anh chị sẽ biết cách đặt tiêu đề làm sao cho người ta nhìn vào cái tiêu đề thôi là người ta phải click ngay vào đúng không? Ví dụ như cái điểm G của người ta là que hai vạch đúng không? Mọi người cứ đè cái que hai vạch ra, mọi người đặt tiêu đề đấy, chị gì hiếm muộn bao nhiêu năm giờ đây, là kia gì hiếm muộn bao nhiêu năm giờ đây, chị đã có cái mọi người xong cái hình ảnh que hai vạch lên, chị đã có bầu đúng không, hiếm muộn bao nhiêu năm chị đã có bầu, nói chung là rất đẹp, cái điểm phê tạm thời là hàng cũng chưa nảy số được đấy, tạm thời cũng chưa nảy số được, mọi người nảy số xem có được cái tiêu đề nó hay 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 hơn không đấy. Hiếm muộn bao nhiêu năm không có con mà gì nhỉ, và cái kết kết quả bất ngờ, và kết quả bất ngờ xong rồi mọi người chèn cái hình ảnh quen hạch bạch vào đúng không, thì ngay lập tức cái người hiếm muộn nha, người ta không click vào mới là lạ, và đặc biệt là các chị em phụ nữ mà nhìn con người ta thèm thuồng ấy là kiểu gì cũng click vào luôn, bởi vì nó là cái nỗi đau rồi, nó là cái nỗi đau, và người ta tốn bao nhiêu tiền người ta cũng phải đi tìm cho bằng được cái giải pháp. Giống như Hằng á, Hằng bị mỗi cái chứng là gì ạ, hay buồn ngủ thôi, hay buồn ngủ thôi, mà Hằng đi tìm mọi cái giải pháp để làm sao mình thoát khỏi cái tình trạng buồn ngủ, để làm sao một ngày rất là nhiều những cái công việc cần mình hoàn thành mà suốt ngày mình buồn ngủ thì mình làm sao mà làm được đúng không mọi người, mình còn đội nhóm mình cần chăm sóc, mình còn công việc mình cần làm, rồi bắt đầu công việc ứ đọng lại, rồi gia đình mình không không hoàn thành được cái nghĩa vụ của mình đúng không, thì nó là một cái nỗi đau rất là lớn, và ai bị cái gì nó họ cũng rất là khao khát để mà giải quyết được cái tình trạng đó, thì mọi người cứ sờ vào đúng cái điểm G. Thì mọi người ơi, cho phép Hằng nghe điện thoại một giây. Rồi, ok cho mọi người. Đấy.
Rồi xác định điểm G nhá. Điểm G là cái điểm mà khách hàng đang mong muốn, đang khao khát và là cái nỗi đau của họ. Và mọi người ở đây, mọi người có giải pháp gì? Và cái điểm giao thoa giữa cái giải pháp của mình và giữa cái mong muốn nỗi đau của khách hàng chính là cái điểm G các anh chị nhá. Đó, và cái chữ cứ đề điểm G các anh chị đưa vào làm tiêu đề và đưa lên cái khúc đầu là kiểu gì các anh chị cũng sẽ thắng trong video đó nhá. Được chưa? Rồi, ok, tiếp theo này. À, một cái bí mật, và nó là một bộ môn nghệ thuật luôn các anh chị. Hằng có một cái cuốn sách là đánh cắp ý tưởng, hình như là Hằng tặng mất rồi. Hình như là Hằng tặng cho đại lý và Hằng mất rồi. Có một cái nghệ thuật gọi là nghệ thuật đánh cắp ý tưởng các anh chị ạ. Và các anh chị cứ để ý xem, có rất là nhiều những cái video ở Việt Nam nhá. Nó là triệu view, nó là những cái video mà rất là mới mẻ và triệu view luôn, có lượt số, lượt xem rất là cao. Nhưng mà vô tình á, khi các anh chị search ở trên cái TikTok nước ngoài á, các anh chị sẽ thấy một cái kịch bản y chang. Nó chỉ biến tấu, nó xào nấu khác một chút xíu luôn. Có rất là nhiều những TikToker tại Việt Nam mà hot TikToker mà có những cái video triệu view á, là không phải tự họ nghĩ ra cái nội dung đó các anh chị nhá. Sẽ có một cái nội dung, và bắt đầu là sẽ biến tấu ra. Hằng hôm bữa Hằng xem cái vợ chồng gì nhỉ, cái bạn đấy là diễn viên, xong rồi hai vợ chồng chuyên đi xào những cái ý tưởng của các cặp vợ chồng ở Việt Nam thôi, chưa nói là của Trung Quốc nha. Chuyên đi xào những cái kịch bản lại của các cặp vợ chồng đang hot ở Việt Nam thôi. Thế mà cái video của cặp vợ chồng đó vẫn lên xu hướng mọi người ạ. Vẫn lên xu hướng, họ vẫn làm reel, họ vẫn làm TikTok, mặc dù rất là nhiều người comment là ui rồi lại xào lại ý tưởng, ui rồi lại đóng lại kịch bản rồi, ui rồi lại không nghĩ được cái gì mới hơn nào. Nhưng mà vợ chồng họ vẫn làm. Cái bạn này là diễn viên gì đó Hằng không nhớ nữa. Hai vợ chồng là chuyên môn xào lại kịch bản, nhưng mà có sao đâu. Quan trọng là video của mình vẫn lên xu hướng. Đấy, quan trọng là trang TikTok của mình vẫn nhiều follow. Đấy. Hay ở cái gia vị. Không phải đâu mọi người, hay đây, Hằng sẽ chỉ cho mọi người cũng là đi tìm ý tưởng, nhưng mà tìm như nào cho nó kiểu mình có thể áp dụng được, nó cũng là một cái nghệ thuật nha, chứ không phải là nhiều khi các anh chị thấy một cái video mà triệu view, trời ơi cái video này view cao vậy, mấy triệu view liền, nhưng mà đến khi các anh chị copy về để các chị học theo thì nó không ra được. Tại vì sao? Cái video đó nó hot, nó lên xu hướng và nó nhiều người xem là do cái kỹ thuật quay, cái thiết bị quay rất là xịn sò và người ta bắt vào rất là chi tiết cận cảnh cái cảnh quay đó, và nó khiến cho cái thị giác của khách hàng nó bị kích thích ấy. Thì mọi người về mọi người quay bằng cái điện thoại cùi của mình thì làm sao mà ra được, đúng mọi người? Mọi người công nhận không? Hay là cái video đó hay, cái video đó viral, cái video đó triệu view là do cái người đó diễn xuất cực kỳ tốt, do cái kỹ năng diễn xuất cực kỳ đỉnh, họ là diễn viên đúng không? Một cái video cũng là nội dung như vậy thôi, nhưng mà nó được diễn xuất bởi Trấn Thành, trời ơi nó viral, nó hay, ai cũng gọi là vào comment liên lị rồi các thứ. Nhưng mà tự dưng mình cũng học theo, mình về cũng làm như vậy, nhưng mà nó không lên xu hướng được đâu mọi người, là do là những cái đó thì mình không bắt trước được, mình chỉ bắt trước được cái gì ạ? Các anh chị cũng là đi xào nấu, cũng là đi tìm kịch bản để mà học nha, nhưng hãy tìm những cái video nó lên xu hướng, nó viral nhờ vào cái kịch bản hay, để cho mọi người lên xu hướng nhờ vào kịch bản hay. Và từ cái kịch bản đó thì mình có thể là học theo được, mình biến tấu được. Chứ còn nhờ vào diễn xuất hay nhờ vào cái cách quay, kỹ xảo quay, hay nhờ vào một cái kỹ xảo gì đó mà chỉ người đó mới làm được. À, cái gì đó khó quá thì mình không bắt trước được. Mình chỉ bắt trước được cái kịch bản mà mình xào nấu về thôi. Mọi người thử học bất kỳ một cái người thầy nào họ nhé. Họ cũng là những cái người đi xào nấu ý tưởng thôi. Chứ là Hằng học của thầy Ngô Văn Cần. Thầy Ngô Văn Cần cái khóa mười mấy triệu đó là thầy cũng lên TikTok của Trung Quốc, thầy nghiên cứu và bắt đầu là thầy đưa về, thầy xào nấu theo cái kịch bản của thầy, làm về đứa con đó mọi người, làm về đứa con á, và những cái video của thầy cũng lên mấy triệu view,
cũng lên mấy triệu view và bán hàng ngầm mập luôn đó. Nên các thầy đang cầm đi xào nấu thì có lý do gì đâu mà mình không đi xào nấu với anh chị đấy. Thì cái này chính là cái bí mật của rất là nhiều những cái video triệu view của rất là nhiều những cái tiktoker anh chị ạ. À, đấy thì các chị phải biết nghiên cứu thị trường nha. Đầu tiên các chị xác định xem đối tượng khách hàng của mình hướng tới là ai, được chưa? Sorry mọi người, lại không biết là ngày hôm nay ngày ngày gì mà thi nhau gọi, nãy giờ là ba bốn cuộc gọi rồi các chị ạ. À, nãy giờ ba bốn cuộc gọi rồi đấy, nãy giờ gọi nhớ mấy mấy cuộc rồi đây. Rồi ok đấy, các chị sau khi mà xác định được đối tượng khách hàng, xác định được cái nội dung mà mình muốn làm, sau đó các chị sẽ chuẩn bị cho mình ba cái bộ từ khóa nhỉ, ba cái bộ từ khóa khác nhau. Thì nghiên cứu thị trường thì các chị có thể là nghiên cứu trên TikTok này, các chị có thể sợ lên search là đông trùng hạ thảo, được chưa? À, nấm đông trùng hạ thảo nhỉ, đông trùng hạ thảo thì nó có đông trùng hạ thảo kia với lại nấm đông trùng hạ thảo, thì các chị sợ là nấm đông trùng hạ thảo, ok được chưa? Các chị sợ là nấm đông trùng hạ thảo, sau đó các chị sẽ lên, sau đó các anh chị sẽ lên gì ạ? À? Lên lên Google dịch nhá. Sau đó các anh chị sẽ lên Google dịch giúp cho Hằng là cái từ nấm đông trùng hạ thảo dịch sang tiếng Anh giúp cho Hằng. Đây, thì Hằng sẽ share cho mọi người luôn nhá. Đây, Hằng sẽ share cho mọi người luôn. Đâu nhỉ? Đây. Đây, Hằng sẽ share cho mọi người luôn. Đây, ví dụ như là đây. Hàng hàng sợt hàng sợt ở trên gì nhỉ, ở trên Google dịch đây thì nó ra là cô đi xếp mushroom không biết đọc có đúng không đấy, thì nó sẽ ra rất là nhiều những cái video về đông trùng hạ thảo mọi người đấy này, đấy nấm đông trùng hạ thảo nha. Đấy thì ở đây họ cũng chia sẻ về 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 đông trùng hạ thảo thôi, họ chia sẻ về đông trùng hạ thảo thôi, và cái lượt view mọi người thấy rất là cao đúng không, 7,5 triệu view này đấy, thì cũng chia sẻ về nấm đông trùng hạ thảo thôi đấy, và lồng minh họa vào này. Mọi người có thể copy cái này về để mọi người lấy cái hình minh họa, mọi người lấy cái hình minh họa được chưa, và copy có thể copy những cái nội dung này về đấy bằng tiếng Anh, sau đó thì mọi người có thể làm đây thấy chưa. Đấy, nói về về nấm đông trùng hạ thảo đó các anh chị. Đấy, xong đó thì các anh chị có thể là tải cái ứng dụng, thấy chưa? Sau đó các anh chị có thể tải cái ứng dụng là TikTok Trung Quốc về. Sau đó các anh chị search ở trên Google dịch và các anh chị lấy cái nấm đông trùng hạ thảo, các anh chị chuyển sang tiếng Trung. Và các anh chị search ở trên TikTok Trung Quốc. TikTok Trung Quốc cũng là một cái nền tảng mà họ có rất là nhiều những cái ý tưởng rất là hay luôn các chị ạ. Đấy, thì các anh chị có thể là có tải cái video này về, các anh chị lấy luôn của họ cái gì nhỉ? Cái video minh họa đây này. Đấy. Có thể lấy luôn cái video minh họa luôn các anh chị. Và các anh chị có thể lên 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 cái phần mềm dịch dịch video online. Nếu các anh chị nào biết tiếng Anh thì càng tốt. Không các anh chị là sẽ lên cái ứng dụng dịch dịch video online, các anh chị dịch ra để xem nội dung của cái video này là gì, và các anh chị chỉ cần gì copy cái nội dung này về, 7,5 triệu lượt lượt xem các anh chị ạ, 7,5 triệu lượt thích đấy, mọi người thấy không. Đấy thì việc của các anh chị là cứ đi tìm thôi, cứ đi tìm ý tưởng và sau đó thì mình sẽ xào nấu lại, mình sẽ copy ý tưởng lại, mình sẽ copy lại những cái kiến thức của họ, mình sẽ copy lại những cái video minh họa của họ đúng không? Mình cứ đi tìm những cái video triệu view như này thì chắc chắn là mình cũng sẽ mình cái là cái nội dung mà khách hàng đang quan tâm đúng không? Video mà nó lên triệu view được là đánh đúng vào tâm lý khách hàng. Thì chắc chắn khi mà mình làm cái nội dung này nó cũng sẽ đánh đúng vào tâm lý được của khách hàng của mình. Rồi, anh chị em nào đã hiểu được cái phần này rồi ạ? Gọi đi chợ đêm. ok bây giờ có ai 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 bao ai bao ai bao thì em đi luôn. ok rồi mọi người đã hiểu chưa?
Các anh chị hiểu rồi, comment chữ hiểu đi. Không có đến khi hôm sau hỏi lại toàn comment là số 4, khó quá thì cô giáo cũng báo tay chấm cơm các anh chị nhá. Cứ học không tập trung và đến khi hỏi thì không nói gì, không comment, chỉ được đâu đó 10 anh chị comment rồi. Đến buổi ngày hôm sau hỏi lại kêu là khó quá, rồi lại kêu là cô nói chậm, là cô nói nhanh, rồi hiểu rồi đúng không các anh chị nhá. Các anh chị cứ vậy mà thực hành thôi. Bản chất là rất là nhiều những cái video triệu view họ đều đi học, đều đi lấy ý tưởng từ những cái video khác thôi. Và mọi người có thể là mua cái cuốn sách là Nghệ thuật đánh cắp ý tưởng về để mọi người đọc nha. Rất là hay luôn cái gì ạ, rất là hay luôn. Đây, đây này, nấm đông trùng hạ thảo đây mọi người này. Đấy, rất là nhiều những cái ý tưởng cho mọi người luôn. Rất là nhiều những cái video cho mọi người học hơn. Trung Quốc thì ở trên web này Hằng không biết là đăng ký kiểu gì. Ở Trung TikTok Trung Quốc thì trên này Hằng không biết là ấy kiểu gì. Còn ở trên điện thoại của Hằng thì cũng có rồi đấy. Mọi người chỉ cần search ra thôi. Ví dụ mọi người làm theo kiểu là hiếm muộn thì mọi người cứ lên tìm baby đúng không? Tìm hình ảnh em bé các thứ đúng không? Mọi người tìm ở thị trường Việt Nam này cùng cái chủ đề là thấy cái video nào mà có lượt thích cao nhất, lượt view cao nhất thì mọi người lấy. Sau đó mọi người tìm ở trên tìm ở cái nội dung bằng tiếng Anh thì nó sẽ ra những cái video tiếng Anh. Rồi sau đó mọi người sẽ tìm ở trên tiếng Trung thì nó sẽ ra những cái nội dung tiếng Trung. Và mọi người cứ thấy video là triệu view, mọi người copy cái kịch bản, copy cái ý tưởng, thậm chí là copy cái hình ảnh minh họa về để mọi người làm video cho mình, đúng không? Thì kiểu gì đó cũng là những cái khách hàng của mình đang quan tâm. Khách hàng ở đâu họ cũng sẽ có cùng những cái sự quan tâm các anh chị ạ. Làm thế nào để xóa chữ ở trên video copy hả? Mọi người thậm chí cũng chả cần xóa chữ đâu. Thậm chí mọi người không cần xóa chữ đâu, mọi người sẽ lồng cái chữ lên trên luôn. Được chưa? Mọi người lồng cái chữ lên trên luôn. Ví dụ như đây đúng không? Cô đi xếp đâu nhỉ? Mọi người Hằng cho mọi người nãy Hằng cho mọi người xem cái video nào đây? Cái này á hả? Mọi người, cô đi xếp, mọi người cứ để mọi người chèn cái bảng ở trên đây này. Đấy mọi người, hay là mọi người cắt những cái chỗ mà không có chữ thôi. Và mọi người chèn cái bảng ở đây rồi mọi người chèn cái văn bản của mình vào. Mọi người có biết chèn cái bảng không? Chèn cái phông ấy. Rồi mọi người chèn chữ lên. Đó. Hoặc là mọi người lên YouTube mọi người gõ là cô đi xếp mushroom thì nó sẽ ra rất là nhiều những cái video tư liệu. Rồi video tư liệu của công ty mình cũng có luôn mà. Đúng không? Thì các anh chị chỉ cần làm sao mà các anh chị ghép vào thôi là được. Anh chị hình dung không ạ? Còn TikTok Trung Quốc là phải biết cách tải mới tải được nha. Mọi người yên tâm, hôm sau Hằng sẽ hướng dẫn cho mọi người về TikTok Trung Quốc và cắt. Đấy, cái này là bí mật nha, bí mật. Anh chị em nào hôm sau vào học thì các anh chị sẽ được Hằng hướng dẫn. Rồi, ok, cái chỗ mà nghệ thuật đánh cắp ý tưởng là mọi người hình dung ra chưa? Hình dung ra chưa mọi người? Mọi người copy cái ý tưởng của người khác về và mọi người làm sao cho nó phù hợp với mình. Đấy, và những cái video triệu view chắc chắn, những cái video triệu view mà nó lên bằng cái kịch bản, lên bằng cái nội dung á, thì chắc chắn là mọi người làm nó cũng sẽ là đúng những cái mà khách hàng đang quan tâm. Khẳng định luôn. Ok chưa? Và người ta đã test rồi, người ta đã làm test cái thị trường TikTok cho mình rồi. Và nó không bị vi phạm, tức là video của mình làm theo nó cũng không bị vi phạm. Thế nên là các anh chị chỉ việc xào nấu theo thôi. Đó, rồi sau này các anh chị có thể là search những cái từ khóa đó trên Reel, rồi search từ khóa đó trên YouTube, search cái từ khóa đó trên TikTok Trung Quốc. Các anh chị search bằng ngôn ngữ tiếng Việt, rồi các anh chị lại search bằng ngôn ngữ tiếng Anh, rồi các anh chị lại search bằng ngôn ngữ tiếng Trung, thì Hằng đảm bảo cho các anh chị ra rất là nhiều những cái tư liệu, những cái nội dung, những cái video viral để cho các anh chị xào nấu ý tưởng luôn. Được chưa? Và cái bài đầu tiên mà học với lại thầy Cần á, là cũng bài xào nấu ý tưởng anh chị. Mà nay là đến buổi 3, buổi 4 rồi các anh chị mới được học. Có nghĩa là Hằng muốn cho các anh chị đi từ những cái level dễ nhất. Còn như bọn Hằng là cái level nó phải cao hơn nữa. Đấy, được chưa? Các anh chị cứ chuẩn bị cái bộ từ khóa cho mình. Và các anh chị á, lên Google, nếu mà các anh chị muốn search là những cái từ khóa nào liên quan đến sản phẩm mình mà khách hàng đang quan tâm á, các anh chị chỉ cần lên Google.kaywood.io. Mọi người có biết cái đó không ạ? Nhờ anh chị em nào biết cái web này thì sẽ comment lên không chắc giúp Hằng nha. kaywood.io
Đó, các anh chị chỉ cần search cái từ khóa của mình lên đó là rất nhiều những cái từ khóa liên quan khách hàng đang quan tâm, khách hàng đang search nhiều nhất ấy, thì nó sẽ ra được chưa? Và sau đó thì các anh chị sẽ chuyển nó thành tiếng Anh rồi chuyển nó thành tiếng Trung để các anh chị để search. Đây, em xem là có anh chị nào biết. Đấy, đây. Thắng siêu nhỉ, thắng cái gì cũng biết mà. Đấy, đây, keywordtool.io là Thắng đã comment lên khung chat của các anh chị rồi đó. Thì các anh chị chỉ cần search cái ví dụ như đông trùng hạ thảo, các anh chị search lên cái là sẽ có rất là nhiều những cái từ mà khách hàng đang tìm kiếm nhiều nhất về cái đông trùng hạ thảo. Thì các anh chị cứ dựa vào nó thôi, các anh chị cứ dựa vào đó, các anh chị tạo thành cái bộ từ khóa cho mình, đúng không? Rất là nhiều những cái liên quan tới sản phẩm của mình mà các anh chị có thể tạo thành cái từ khóa để mà mình đi tìm. Sau đó các anh chị sẽ tạo ra một cái file, các anh chị sẽ tạo ra một cái file ở trên Driver hoặc là ở trên Google Keep hoặc là ở trên Google Docs, nó tùy các anh chị dùng nền tảng nào các anh chị tiện đấy. Thì các anh chị sẽ cứ thấy cái video nào triệu view mà nó là cái chủ đề mà liên quan tới sản phẩm của mình, mà cái đó cái video đó mình có thể xào nấu được, thì các anh chị copy cái link đó về và các anh chị đưa vào cái file, được chưa? Các anh chị đưa vào cái file và các anh chị sẽ để đó, các anh chị dùng dần, để đó dùng dần. Và mình có bất kỳ một cái ý tưởng gì thì các anh chị cũng nốt luôn vào cái file đó, được chưa? Các anh chị có hình dung ra, các anh chị có hình dung ra thằng đang nói, thằng các anh chị có hiểu không ạ? Hiểu thì comment cho hàng chữ hiểu nha, còn anh chị em nào chưa hiểu thì comment cho hàng chữ chưa hiểu nhá. Đấy, phải đi rất là chậm. Đi rất là chậm, hôm sau comment số 4 nữa là hoang mang lắm đấy chị ạ. Ôi chị Nga chưa hiểu chỗ nào, chưa hiểu chỗ nào comment, là ai mà chưa hiểu thì comment luôn cái chỗ chưa hiểu giúp hẳn nhá. Chưa hiểu thì comment luôn cái chỗ mà mình chưa hiểu nhá. Ok, chưa hiểu thì chưa hiểu chỗ nào ạ? À, chưa hiểu cái chỗ là sao nấu ý tưởng hay là chưa hiểu cái chỗ mà tạo file siêu tầm link ý tưởng ạ? À? Rồi rồi mọi người ạ. À, rồi thằng đi tiếp nhá. Rồi sau đó khi mà các anh chị tìm ra được những cái video, những cái ý tưởng, những cái nội dung rồi á, thì các anh chị phải xác định cho Hằng là cái nguồn lực của các anh chị có phù hợp để làm cái dạng nội dung đó không. Đấy, nhiều khi cái video đó rất là hay nhưng mà họ có ekip, họ có 2 3 người để họ đóng nhân vật. Thế thì mình hỏi mình xem là ủa thế rồi mình có một mình thì mình có đóng được không? Đúng không? Giống như hàng người có những cái video mà hàng đóng 2 vai thì hàng vẫn đóng được, nhưng mà lên tới 3 vai thì nhiều khi cũng hơi hơi khó khó xíu rồi, mà các anh chị không biết đóng 2 vai nữa, thì là hôm sau hàng sẽ cho mọi người cái dạng dạng video tiểu phẩm, thì cái dạng này hàng sẽ hướng dẫn cho các chị làm sao để quay được 2 vai 3 vai, nhưng mà nói chung là nó sẽ nó tốn thời gian hơn xíu thôi, tức là nó yêu cầu mình mất công hơn xíu thôi, tốn thời gian thì hàng thì cũng không tốn thời gian nhiều đâu, thì mọi người chỉ cần cắt ghép vào thôi là được, được chưa? Ok, thì mọi người phải xác định xem nguồn lực con người của mình là, thứ nhất là mình là ai, ví dụ như là cái video đó chia sẻ ở cái dạng chuyên gia, là một dược sĩ, là một bác sĩ, là một điều dưỡng các thứ, thì mình xác định xem ô mình có giống họ không. Nếu mà mình cũng là bác sĩ thì mình thôi mình cũng có thể là làm được cái nội dung giống như họ, đúng không? Thế nhưng mà mình là một cái người rất bình thường, khi mà chia sẻ về cái đó có vẻ là nó không hợp với bản thân mình lắm đó. Thế nên là mình xác xác định rõ bản thân mình là ai, điểm mạnh của mình là gì. Nếu mà nó đúng vào cái điểm mạnh mà diễn xuất nha, mà các anh chị vớ phải ngay cái video mà là diễn xuất ạ, Hằng nói thật luôn, đối trúng bài đúng trúng mạch luôn. Các anh chị cứ diễn xuất cho Hằng là kiểu gì các anh chị cũng đu theo được xu hướng, bởi vì video đó đã lên xu hướng rồi, thì các anh chị chỉ cần bắt chước cái kịch bản đó và cái cách diễn xuất đó rồi các anh chị lên vù luôn, được chưa? Rồi sở thích của mình là gì, đúng không? Ví dụ giờ có đợt này có ai mà lên TikTok mà cứ thấy một cái ông ở đây eo la vương là biết này, đấy. Đang yên đang lành tự dưng ngựa ngựa. Mọi người có biết một cái ông mà làm cái mặt mặt vượn, làm cái hình mặt vượn ở trên TikTok ạ, xong rồi kể cái câu chuyện là đang yên đang lành tự dưng không, là đợt này Hằng lên Hằng cứ thấy là TikTok có đề xuất cái ông này đấy. Thì cái điểm mạnh của cái ông này á và cái sở thích của ông này là kể chuyện, cái gì ạ?
Điểm mạnh và sở thích của ông này là kể chuyện diễn xuất, thì ông không diễn xuất tốt, ông không biết diễn xuất, nhưng mà lợi thế của ông này là ông thích kể chuyện và ông biết kể chuyện đấy, và nhiều khi ông cũng 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 làm những cái kịch bản hài hài xíu đấy. Thế tự dưng là lên xu hướng, mọi người lên xu hướng kinh khủng khiếp, mà chỉ nằm xong cứ nằm xong rồi kể chuyện thôi thì chẳng có làm gì cả, chả có nhân vật tình huống gì cả, cứ vậy nằm kể chuyện thôi mà video nào cũng hàng triệu view mọi người ạ. Thế nên là cái việc mà xác định được cái điểm mạnh nó rất quan trọng luôn. Nhiều khi các anh chị mà xác định được cái điểm mạnh của mình á, điểm mạnh của mình là diễn xuất, hay điểm mạnh của mình là kiến thức chuyên môn, hay điểm mạnh của mình là kể chuyện rất là hay, hay là điểm mạnh của mình là nấu ăn giống như eo La Dương đúng không? Đấy, eo La Dương điểm mạnh là nấu ăn thì kết hợp với cái sản phẩm vào những cái món ăn của mình đúng không? Thì các anh chị xác định được điểm mạnh rồi thì các anh chị sẽ lồng vào trong cái video của mình, thì khi nói các anh chị sẽ rất là dễ lên lên từ xu hướng. Và việc của các anh chị là cứ xào nấu cái những cái nội dung mà nó phù hợp với điểm mạnh của mình, phù hợp với sản phẩm của mình thôi, là kiểu gì auto là mọi người cũng làm những cái video nó rất là chất luôn. Đấy chưa? Rất là chất. Người ta đã tốn cả bao nhiêu tiền để mà người ta thuê ekip là viết ý tưởng, rồi thuê ekip quay này kia, rồi thuê ekip để mà lồng nhạc các thứ edit, nhưng mà mình chỉ cần đi việc copy thôi là mình đã đỡ tốn được một đống tiền rồi các anh chị đúng không? À, các anh chị nội cái việc mà các anh chị có khả năng sao chép là các anh chị đỡ được một đống tiền rồi đó, được chưa ạ? Mạng chán quá à. Ok mọi người, cách làm hai vai đơn giản mà, diễn viên quần chúng đóng được. Ok, chuẩn không mọi người, chuẩn không? À, chị comment là chuẩn này. Rồi nguồn lực của mình không có ekip thì mình quay mình thì mình chịu khó là có cái chi bóp đây mọi người này. Nếu mà các anh chị quay một mình nha, các anh chị nếu mà các anh chị quay một mình mà các anh chị quay cái kiểu mà đóng vai rồi tiểu phẩm, các anh chị cần có cái chi bóp đấy. Đấy, trang thiết bị nhá. Tripod thì có mấy đâu các anh chị đúng không? Có chưa tới 200.000, có cái tripod là các anh chị đi đâu các anh chị chụp hình cũng được, đi đâu các anh chị quay phim cũng được. À, thậm chí các anh chị quay càng nhiều càng tốt nha. Các anh chị học cái thói quen là nếu mà mình đã làm video, các anh chị học cái thói quen làm, đặc biệt là làm cái dạng vlog nha. Đặc biệt các anh chị làm cái dạng vlog, daily vlog là cái dạng mà quay xong rồi lồng tiếng vào đó. Là các anh chị học cái thói quen này, đi đâu làm gì cũng cầm cái điện thoại và cầm cái tripod đi theo và cứ vậy quay thôi. Và khi mà các anh chị làm cái video đó là các anh chị có rất là nhiều những cái cảnh quay để các anh chị cắt ghép vào, trời ơi, cái video sẽ cực kỳ sinh động luôn. Và các anh chị quay ở nhiều những cái góc khác nhau, góc cận này, góc chung này, rồi góc toàn cảnh này. Hôm trước là các anh chị học rồi đúng không? Hôm trước các anh chị nhớ là đã được học cái góc chung, góc cận và góc góc toàn cảnh chưa? Mọi người nhớ xem là mình đã được học chưa? Hằng nhớ là Hằng Hằng đã chia sẻ rồi đấy nha. Hằng nhớ là Hằng đã chia sẻ rồi. Mình được học chưa các anh chị? Học rồi đúng không? Đấy. Anh Huỳnh Huỳnh Tuất à? Anh Huỳnh Tuất là chưa? Đấy, thì anh Huỳnh Tuất học lại nha. Đấy, các anh chị cứ có một cái chi bóp như này. Đó, nó có thể gật này, nó có thể ngẩn này, nó có thể cúi này. Đấy, việc của mình là cứ gài cái điện thoại mà quay xong rồi cận cảnh chung cảnh, các anh chị cứ quay càng nhiều càng tốt, tập thành cái thói quen ghi lại cái khoảnh khắc cuộc sống đi các chị. Thế là khi mà các chị làm video á, một một ngày nào đó các chị mà vội bận quá không quay được thì các anh chị có cả đống tư liệu để các chị làm video daily vlog cho hàng nhá. Ngày nào các anh chị cũng uống Đông trùng hạ thảo thì tại sao mà không đặt cái máy quay mà vừa quay vừa uống, vừa quay vừa pha, vừa quay vừa 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 làm vừa vừa ấy đúng không? Vừa uống vừa pha vừa sơ chế vừa chế biến các thứ đấy. Ngày nào mình cũng uống thì mình cứ chịu khó mình quay lại thôi, thì hôm sau đó các chị kể cả các chị làm cái video ở cái dạng chia sẻ nhá, kể cả cái video ở dạng rồi video về quê. Thằng thấy nhiều anh chị ở trong team của mình làm video rất là dễ thương luôn, và thằng đảm bảo video đó đăng lên TikTok rất là dễ lên xu hướng á. Thế giống eo La Hương này làm cái dạng đó rất là dễ lên xu hướng nha. Đó, kể cả các chị làm dạng video chia sẻ nha, nhưng các chị thay vì là chỉ để cho mình đứng nói như này, thì các anh chị lộng những cái hình ảnh mà các anh chị đang uống vào này, rồi các anh chị đang pha vào rồi này, các anh chị đang bóc cái sản phẩm ra này, các anh chị đang cầm cái sợi đông trùng hạ thảo lên này, đó thì cái video của mình nó sinh động hơn hẳn so với cái việc mà mình cứ đứng mình nói như này.
Hằng nói thật luôn, các anh chị chỉ đứng mà nói mà các anh chị còn không có ngữ điệu nữa, mà nói một cái giọng đều đều đều, xin chia buồn với các anh chị. Bây giờ cái dạng đó nó rất cạnh tranh luôn. Nếu mà bản thân mình không chuyên nghiệp được hơn người ta thì mình phải chăm chỉ hơn người ta, được chưa? Mình chịu khó quay nhiều cái shot quay vào để mình lồng vào cho cái video của mình nó sinh động hơn. Nếu mà mình không chuyên nghiệp được như người ta thì mình phải chịu khó edit hiệu ứng các thứ vào, nhưng mà hiệu ứng thì nó chỉ nằm ở cái điểm thứ tư thôi. Quan trọng nhất nó vẫn là cái kịch bản và những cái hình ảnh minh họa mình đưa vào, được chưa? Ok, áp dụng nhưng mà chưa thành thạo, cứ từ từ rồi thành thạo chị ạ. Em nói rồi, hoàn thành thì chắc chắn sẽ hoàn hảo. Hoàn thành càng nhiều thì càng có khả năng hoàn hảo. Còn cái anh chị cứ mong chờ cái thời điểm hoàn hảo thì không có thời điểm nào hoàn hảo cả. Được chưa? Rồi, các anh chị xác định xem là kịch bản này, kịch bản của mình sẽ làm theo cái kịch bản nào. Đấy, và thời gian quay của mình là thời gian nào thì các anh chị phải lên lịch cố định. Đấy chưa? Và sau đó thì vận hành kênh thì mình sẽ mỗi ngày mình đều phải lên một cái video chẳng hạn, hay một tuần mình lên hai cái video thì mình sẽ phải làm đều đặn để mà mình vận hành cái kênh, đúng không? Thì các anh chị xác định cho kỹ cả, sau đó các anh chị làm. Đấy. Ok chưa? Người ok chưa? Tự dưng tắt họng mọi người. Tự dưng thèm thèm. Thèm thèm cái gì mát mát. Rồi. Ok, rồi. Mọi người đã ok cái phần về nguồn lực chưa? Ok thì comment cho Hằng chữ ok nhá. Chịu khó comment thì các chị comment, thứ nhất là nó đỡ buồn ngủ này. Thứ hai nữa thì nó sẽ làm cho năng lượng của các chị nó sẽ luôn luôn là đỉnh cao này. Thứ ba nữa nó sẽ làm cho cái não bộ của mình nó hoạt động tốt hơn. Các chị có biết là mỗi lần các chị comment lên khung chat cái nội dung mà các chị vừa học là một lần các chị ghim vào não của mình cái kiến thức đó. Chứ còn nhiều khi Hằng nói thật, như các anh chị ghi ra, các anh chị không có dở sổ ra xem đâu, nhưng mà mỗi lần ghi là mỗi lần các anh chị ghim vào não, mỗi lần comment là mỗi lần các anh chị ghim vào não của mình. Nó một cái thông tin nó lặp đi lặp lại thì nó ghim vào não của mình nhiều đấy. Thế nên là các anh chị chịu khó comment đi nhá. Đó, nó là có lợi cho các anh chị á. Chứ còn các anh chị có comment comment nhiều thì Hằng vẫn sẽ chia sẻ như vậy thôi, đúng không? Rồi, công thức content. À, bây giờ Hằng sẽ cho mọi người một cái công thức content này. Là AVDA, AVDA. Và cái công thức content này sẽ giúp cho các chị là có một cái bài content rất là hoàn chỉnh trong cái việc là các anh chị làm video nhá. Rồi, hôm trước thì Hằng có cho các anh chị công thức là mở gì nhỉ? Why What How này. Ai còn nhớ Why What How là gì ạ? Ai còn nhớ Why What How là gì? Ai còn nhớ cái cấu trúc hôm trước Hằng cho mọi người cái tiêu chuẩn video cơ bản? Ai còn nhớ ạ? Kiểm tra bài xíu nha, xem là các chị có còn nhớ không? Các chị có còn nhớ cái tiêu chuẩn mà em cho mọi người không? Cái kiến thức mà các anh chị em cho mọi người không? Tiêu chuẩn video của mình là gì? Nó gồm có mấy phần? Và Why What How là gì? Thì đây nó cũng gần gần như vậy các anh chị. Đây nó cũng gần gần như vậy, nhưng mà cho mọi người thêm một cái cấu trúc mà nó sẽ nâng cao hơn. Why What How là gì ạ? cái, đúng rồi, thì đúng là Why What How rồi đó chị Loan. Chị Loan, đấy, Why là gì? Why là vì sao người ta phải dùng cái sản phẩm của mình? Vì sao mà sản phẩm của mình lại giải quyết được cái tình trạng cho người ta, đúng không? Vì sao mà thay vì dùng sản phẩm khác, người ta lại phải dùng sản phẩm của mình? What là mình đang muốn chia sẻ với người ta về cái gì? Về đông trùng hạ thảo, nhưng mà đông trùng hạ thảo với cái công dụng gì, đúng không? Rồi how là sử dụng nó như thế nào? Liệu trình ra sao với người tiểu đường thì như nào, với người suy nhược cơ thể thì như nào, với người say xe thì như nào? Đấy, đúng không? Thì là how đó các chị. Trả lại giới tính rồi. Ôi em là anh Loan hả? Anh Loan à? Ôi xin lỗi anh nhé, tự dưng cái tên mà làm bẻ cong giới tính luôn. Trả lời anh Loan hay chị Loan? Hạ Đức Loan, cái tên Lót thì là giống tên con trai, cái tên thì lại giống con gái thì em hoang mang quá. Anh à, ok, cái tên của anh nó đặc biệt quá nên là em bị nhầm nhá, sorry nhá. Rồi, hôm trước em cho mọi người cái công thức là Why What How đúng không? Hằng ngày hôm nay em sẽ cho mọi người cái công thức nó là cao hơn. Đó là công thức AVDA. A đầu tiên là gì? Attention, có nghĩa là thu hút.
Tức là mở đầu video ra một phát, đúng không? Là các anh chị phải cho cái video của các anh chị thu hút trước đã. Em không cần biết các anh chị nói về nội dung gì về sau, các anh chị có muốn tham nội dung về gì về sau em chưa cần biết. Nhưng mở đầu 5 giây đầu tiên mà không thu hút thì các anh chị thất bại, các anh chị làm mất một cái giấy thông hành với cái khách hàng của mình, họ sẽ không xem nữa các anh chị ạ. Thế nên là cái phần còn lại của mình cho dù ý nghĩa đến mấy thì nó cũng thành vô nghĩa. Thế nên là các anh chị xem một cái video mình làm ra đó, thì các anh chị phải đối chiếu xem 5 giây đầu tiên nó đã đủ thu hút chưa. Nó là một cái yếu tố tiên quyết cho một cái việc là video của các anh chị có lên xu hướng, sau này làm TikTok có lên xu hướng được không. Mà lên xu hướng được mới tiếp cận được nhiều người anh chị nhá. Lên xu hướng được rồi mới hút được follow, mà lên xu hướng được rồi mới bán được hàng, mới chuyển đổi được. Được chưa? Nói chung là không hẳn là lên xu hướng mới chuyển đổi được, mà nói chung là nếu mà video của mình á nó thu hút thì cũng mới có người xem các anh chị ạ. Và nó cũng mới thuyết phục khách hàng được. Thế nên là mở đầu video các anh chị phải có cái yếu tố là attention nhá. Attention là thu hút. 5 giây đầu tiên phải có yếu tố thu hút cho hàng. Thu hút là gì? Thu hút là mọi người phải xác định được cái điểm G khách hàng cho ngay vào đầu. Được chưa? Hay là các anh chị xác định được cái nỗi đau của khách hàng cho ngay vào đầu giúp em. Được chưa? Tí nữa em sẽ cho mọi người cái mở đầu thu hút là nó mở đầu như thế nào. Nhưng mà cơ bản nhất thì các anh chị cứ thấy khách hàng sướng ở đâu là các anh chị cho ngay vào đầu. Các anh chị thấy khách hàng đau ở đâu, các anh chị sát mũi vào trái tim ngay ở 5 giây đầu tiên luôn. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Rồi ai là attention, sau đó là why nhỉ? Tại sao họ lại phải xem cái video của mình? Tại sao họ lại phải dùng cái sản phẩm của mình? Thì cái lý do nó rất là quan trọng luôn. Sau khi mà thu hút được người ta bằng cái gì ạ? Bằng cái tiêu đề và bằng cái 5 giây đầu tiên rồi, hút được người ta vào cái video của mình rồi, thì các anh chị phải cho người ta biết cái lý do vì sao mà người ta lại phải nghe các anh chị. Lý do vì sao người ta lại phải dùng cái sản phẩm của các anh chị, và lý do vì sao mà sản phẩm của mình nó lại giải quyết được cái vấn đề cho người ta, đúng không? Thì các anh chị phải có yếu tố why ở trong cái video của mình. Đấy, đây là cái phần nâng cao hơn xíu, nên các anh chị phải ghi nhớ lại, nốt lại nhá, ghi lại giúp hàng đi, chụp màn hình lại. Và khi mà hoàn thành một video, các anh chị phải đối chiếu lại ai đã làm cái việc đối chiếu video sau khi mà người lên nhóm. Đấy, thì các anh chị comment giúp em số 1 đi ạ. Hôm trước em dặn rồi đúng không? Làm video xong thì chịu khó là đối chiếu lại với cái tiêu chuẩn mà em cho, rồi sau đó hãy gửi lên nhóm để mình biết cách mình nhận định là cái video của mình nó đã ok chưa, trước khi mà đưa cho em nhận định, đúng không? Thì mình biết mình sai ở đâu thì mình sửa ở đó trước thì nó sẽ ok hơn, đúng không ạ? Rồi em xem là những ai đấy, có chị Huyền Phạm này, chị Hồng Hạnh này, đấy, chị Nga Nguyễn này, là lô này làm sai hết rồi đúng không? Đấy, cứ từ từ học là nó sẽ lòi ra cái sai mà người ta hằng đang còn sai bé bé ra, nên là các anh chị đừng lo nha. Mình cứ cho phép mình sai thôi, mình cứ dần dần mình ngộ ra dần nha. Có làm mới biết là mình sai, còn không làm là chả biết mình sai ở đâu đâu. Được chưa? Rồi đi là gì? Đi là đi xa, là đi sơ à? Đọc tiếng Anh hơi kém mọi người ạ. Hằng vẫn đang học một cái khóa tiếng Anh nha, vẫn đang học khóa tiếng Anh mọi người ạ. 4:30 là học rồi, nhưng mà cái kỹ năng đọc của mình vẫn chưa ok lắm. Đấy, có đọc sai thì mọi người thông cảm nhá. Rồi đi sơ có nghĩa là khao khát, anh chị có nghĩa là khao khát nha. Tức là trong video của mình mọi người phải cho sâu cho khách hàng thấy được cái gì ạ? Khao khát có nghĩa là sau khi mà các anh chị cho người ta biết được lý do vì sao dùng sản phẩm của mình rồi, đúng không? Thì các anh chị sẽ cho người ta thấy được cái khao khát người ta muốn sở hữu cái sản phẩm của các anh chị. Là ví dụ như nhá, cái sản phẩm đông trùng hạ thảo collagen nano, đúng không? Trời ơi các anh chị ơi, em uống một tuần mà các anh chị nhìn cái da của em này, nó bóng lộ lên, nó hồng hào lên, chỉ sau một ngày mà em soi gương em còn hết hồn, em còn giật mình là vì sao mà cái da của em hôm nay nó bóng vậy, mà trong khi em cũng skin care giống y hệt mọi hôm thôi, cũng chả khác cái gì, mà tự dưng á chỉ sau một tuần á cái da của em đi đâu người ta cũng hỏi là tại sao da của em bóng thế, da của em khỏe thế, da của em hồng hào thế, đúng không mọi người? Thì có phải là cái này nó đang chạm tới khao khát của mấy cái bà mà đang thèm làm đẹp không?
đúng không? Mấy bà mà có da mà sần 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 xong rồi đang muốn đẹp á, là trời ơi, nói đến cái khúc mà da là bóng này, mịn này, hồng này, trời ơi, là bắt đầu là chạm đến cái chỗ mà khoái khoái chảy nước miếng rồi, là kiểu gì là cũng rất là khao khát muốn sở hữu sản phẩm, đúng không? Mà đặc biệt là chạm vào cái nỗi đau của người ta đi, nỗi đau ví dụ như Hằng nói là sinh lý đi, nhiều khi mọi người có biết là 80% những mối quan hệ vợ chồng đổ vỡ vì cái chuyện chăn gối, đúng không? Nhiều khi vợ làm việc quá rồi, áp lực quá rồi, nhiều khi cái tuổi tiền mãn kinh đó mọi người, đó là nó khô hạn, đúng không? Đấy, mình chạm tới ngay cái nỗi đau và mình nói rằng ui các chị ơi, em dùng cái này mà chỉ vài hôm là bắt đầu là chưa bao giờ mà gọi là chuyện chăn gối hoang hoa hay là em muốn chồng động vào người, mà mấy bữa nay là kiểu nức nôi cho giường kiểu vậy đó. Mọi người phải nói để khiến cho người ta cảm thấy là ôi người ta có khao khát, người ta muốn sở hữu cái sản phẩm của mình, chứ mọi người đừng có tập trung nói quá về về thành phần gì xong rồi là cái gì công dụng. Mọi người hãy tập trung vào lợi ích mà khách hàng, tức là mọi người sẽ hướng tới cái cuộc sống tốt đẹp của khách hàng, cái cuộc sống tuyệt vời của khách hàng, một cái bức tranh tuyệt đẹp sau khi mà khách hàng sở hữu cái sản phẩm của mình là gì, được chưa? Hãy cho người ta thấy một cái bức tranh tuyệt vời sau khi người ta sở hữu được sản phẩm của mình, được chưa? Đây chính là cái điểm khiến cho người ta khao khát mong muốn này. Chứ còn nhiều khi nói thành phần công dụng nọ công dụng kia, người ta chưa cảm thấy xi nhê, chưa thấy phê đâu các anh chị ơi. Nước tràn vào đây đúng không, nước tràn vào đây đúng không? Hay là sau khi mà em dùng cái này á, tự dưng chồng em đi qua đầu giường đấy, em dính bầu, trời ơi, mấy bà mà đang kiếm muộn đúng không, mấy năm rồi chưa có ngon nghe câu này á, là mong muốn là phải mua bằng được cái này về dùng, đúng mọi người đúng không? Rồi cuối cùng cũng đừng quên một cái, đó là action, là cái video của mình làm xong phải có cái kêu gọi hành động nhá. Đây là một cái mà nhiều anh chị hay quên lắm, nhưng nó là một cái rất quan trọng. Khi mà mình làm video mình trao giá trị đủ thứ rồi, nhưng mà mình chả kêu gọi hành động cái gì cả, là người ta cũng không nhớ đâu, người ta ngay lập tức là người ta lướt sang cái video khác mua luôn. Nhưng mà mọi người kêu là các chị click vào rõ hàng, click vào rõ hàng để tìm hiểu về sản phẩm, rồi các chị nhấn ngay vào follow em để xem được những video hay hơn, hữu ích hơn về cái gì hiếm muộn, về cái gì sinh lý, về cái gì tiền mãn kinh, đúng không? Là người ta sẽ nhắc, người ta nhớ, bởi vì bây giờ sống vội lắm các chị ơi, bây giờ người ta sống vội lắm mà các anh chị không nhắc là người ta quên liền. Thế nên là phải có phần phần action nhá, phần kêu gọi hành động là hãy follow hay là click vào giỏ hàng hay là gì đó, mọi người phải có câu kêu gọi hành động, được chưa? Ok mọi người, ok cái phần này chưa? Chụp cái công thức lại nhá, chụp cái công thức lại dùng hàng. Hôm trước Hằng đã cho mọi người cái tiêu chuẩn rồi, hôm nay Hằng cho mọi người cái công thức và chụp lại, và sau khi làm phải đối chiếu với video của Hằng nha. Mọi người yên tâm đi, làm sai sửa còn nhiều, Hằng cũng vẫn thử sai sửa nhiều lắm, nên là các anh chị không có lý do gì mà mình không cho phép mình sai cả. Mọi người ok phần này thì comment ok giúp Hằng nha, để mình sang phần khác. Hình tuật anh hình tuật cười 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 té toàn mồ hôi là cái gì đây? Rồi ok, mới có 4 người ok, anh chị khác đâu ạ? À đang ghi à? Có anh chị nào mà đang mắc ghi không? Ok chưa? Sai nhiều thành tựu sẽ đến, đúng rồi, sai nhiều là sẽ mới có đúng nha, chứ không cho phép sai, cho phép đúng liền thì khó lắm. Ok chưa? Ok hết chưa mọi người? 116 anh chị ok hết chưa? Đấy, hôm nay được cái là mọi người ngồi học chăm chỉ, không thấy rớt người đúng không? Thấy rớt người nào chứng tỏ là ở đây toàn người chăm chỉ rồi. Ok hết chưa? Các chị em nào mà chưa comment chắc là đang ghi đúng không? Đấy, mọi người chưa ghi kịp thì cứ chụp ảnh màn hình lại nhá. Rồi, bây giờ thì Hằng sẽ cho mọi người một số những cái yếu tố giúp mọi người có cái mở đầu thu hút này. Lúc nãy là cái cơ bản đấy, anh chị em mà cảm thấy là cái gì mà nó phức tạp quá thì các anh chị cứ làm cơ bản thôi, cứ đưa điểm G hay là cứ đưa nỗi đau vào đầu 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 5 cái giây đầu tiên là ok, được chưa? Còn nếu anh chị nào muốn 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 nâng cao hơn thì ở đây Hằng cho mọi người một vài cái những cái mẹo, những cái yếu tố, những cái chất liệu để giúp cho các anh chị là ngay lập tức là thu hút người ta từ những cái giây đầu tiên luôn nhá. Rồi, một là hành động mạnh,
Một là hành động mạnh, mọi người có thấy những cái video tự dưng à bê một cục hàng ra bất kể ông cái đấy đúng không? Thế tự dưng cái bản chất con người của mình á, bản chất cái con người của mình là hóng chuyện. Bản chất con người của mình là rất hay hóng chuyện, rất là hay hóng drama, rất là hay hóng những cái gì mà nó mang cái tính hơi tiêu cực một xíu ạ. À, chửi bới nhau rồi đánh nhau rồi quát tháo rồi bạo lực rồi hành động mạnh vứt hàng cái thứ là mình hóng lắm. Nhưng mà nhiều khi cái thông tin tốt đẹp nhiều khi là cũng chưa hóng mấy đâu, không hóng mấy, nhưng mà cái gì mà nó tiêu cực xíu là hay hóng chuyện á. Ôi rồi ở đây mà bên Tây cũng biết đấy, ở đây mà bên Tây cũng biết đấy. Mọi người có thấy đúng đúng với mình không? Thành ra là khi mà mở đầu một cái video á mà hành động mạnh này, tự dưng là vứt thùng hàng cái cái xong bắt đầu là mình mới bẻ lái. Có rất là nhiều anh chị làm cái video cái kiểu là vứt thùng hàng cái cái. Ủa, tại sao vứt? Bảo hàng hóa chất lượng như thế này, sorry, ở đây hàng không có cái em, hàng hóa chất lượng như thế này mà đã gì mà đang có khuyến mãi là mua một tặng một mà còn bom hàng, tức quá đấy. Có phải là thông qua một cái video như vậy mà mình bẻ lái về cái sản phẩm của mình không? Đúng là thông qua một cái mở đầu mà nó gây hiểu nhầm đấy. Đấy, hay là mọi người thấy một cái người mà rất hay chửi đúng không? Có một cái TikToker mà cực kỳ hay chửi, hay quát tháo nhưng mà bây giờ rất là nổi tiếng luôn. Rất là nổi tiếng luôn các anh chị, và bây giờ một cái video của bạn ấy 80 triệu các anh chị ạ. Một cái livestream của bạn ấy kiếm 200 triệu các anh chị ạ. Đấy là rất hay quát tháo chửi bới luôn, nhưng mà bây giờ thành idol top top rồi, xây nhà tiền tỷ cho mẹ, trong khi ngày trước là nghèo rất mồng tơi, nghèo đáy xã hội luôn mọi người ạ. Đấy, rất hay quát tháo chửi bới nhưng mà nó lại thành cái chất riêng. Cô Hằng cho mình hỏi thời gian gần đây trên TikTok có video kêu gọi đừng bán hàng trên đó vì mấy lý do như phí không cao chịu ship hàng. Mọi người ơi, mọi người cứ thoải mái đi, người ta đang kiếm tiền tỷ ở trên đó nên mọi người đừng quan tâm mấy chi phí thì ở đâu có hết. Mà hàng chia sẻ cho mọi người nhá, The Robby á đang cho mọi người cái chiết khấu mà gọi là cao nhất trên sàn TikTok, kể cả cho các anh chị có triệu phí đi nữa, các anh chị vẫn đang có một cái chiết khấu cao nhất trên TikTok luôn, bao thị trường luôn. Trên TikTok hiện giờ gắn link yêu affiliate cao nhất chỉ được 20% thôi, cao nhất chỉ được 20% thôi. Nhưng mà The Robby của mình á, các anh chị gắn link TikTok, các anh chị lên đơn vẫn bình thường ăn chiết khấu 30-45%, còn cắt 1% nhỏ cho TikTok thì đơn giản. Các anh chị cứ làm, quan trọng là các anh chị có bán được không, đấy là quan trọng. Đúng rồi, phạm thoại. Không thích xem đúng không? Nhưng mà cái giới trẻ thích xem chị ạ. Giới trẻ là họ thích xem. Thành ra là nó cũng là một cái yếu tố khiến cho rất là nhiều người vào xem bạn ấy. Bạn này có cái gì đặc biệt? Nhưng mà có phải là chị không thích xem nhưng mà chị vẫn mò vào chị xem không? Có phải là chị không thích xem nhưng mà chị vẫn mò vào xem mà nên chị mới biết cái bạn phạm thoại này không? Đúng không ạ? Đúng không? Bạn ấy vẫn rất là hot cái chị ạ. Nhiều khi không thích nó cũng là yếu tố mà nó là gì nhỉ, gây tranh cãi đó. Một khi mà đăng lên TikTok ấy, anti fan cũng là fan. Bởi vì sao? Anti fan vào chửi rồi fan vào bênh. Có phải là tự dưng cái video nó cứ người chửi người bênh nó thành hai cái đối lập nhau, cứ comment tự dưng video lên xu hướng. Mọi người có thấy đúng không? Lên TikTok là gì, anti fan cũng thành fan luôn. Càng nhiều anti fan lại càng tốt. Đúng rồi, như kiểu đạo tạo drama thu hút đấy ạ. Đấy, nên là em bảo rồi, các anh chị mà xấu á, nó cũng không phải là rào cản đâu. Một là đẹp là phải đẹp lùng lộn lên, hai là xấu vô địch là các anh chị sẽ lên xu hướng rất là tốt luôn. Tự dưng vào xấu, có người vào chê, ui dồi ơi, xấu rồi à, thế nọ thế kia rồi à, người như này mà cũng lên livestream này, người như này cũng làm video về làm đẹp à. Thế tự dưng mà lại có những cái người nhân văn người ta vào bênh mình đúng không? À thì tí là em sẽ cho mọi người có thể là làm cái dạng gì nhỉ? Từ từ em tự dưng em quên. Rồi hai là hành động gây hiểu nhầm này. Hai là hành động gây hiểu nhầm nhé. 5 giây đầu tiên, Hằng lấy một cái ví dụ nha. Hôm nọ Hằng xem một cái video là vợ chồng nhà này cứ anh đút vào đi. Thế là chồng bảo tôi sợ cái này sao nó ít thế, nó chật thế, khó đút vào quá em ạ. Thế xong là vợ kêu là ui
Anh ơi, cái đầu này nó đỏ quá anh ạ. Thế tự dưng đây là một cái video mà hành động gây hiểu nhầm nhá, mà nó còn có yếu tố là gì, có một cái yếu tố gây cho người ta một cái sự kích thích tò mò nữa. Mọi người khi mà Hằng nói những cái câu thoại này, mọi người có nghĩ ra là hai vợ chồng nhà này đang làm gì không? Gì bà eo la dương cười cái gì đấy, biết ngay là đen tối nhá, biết ngay là bà eo la dương đen tối nhá. Đấy, phán xét đúng. Thì mọi người có biết là vợ chồng này đang làm gì không? TikTok em mới lập cho liên kết, mọi người cứ từ từ nha, mọi người cứ hoàn thiện kỹ năng làm video đi, cứ từ từ bình tĩnh. Các anh chị là quan trọng là các anh chị có kỹ năng làm video một phát, các anh chị lên xu hướng. Đó, nó còn hơn nhá, nó còn hơn do việc là mình cứ lên mình băng hết kênh này rồi mình lại phá sập mình đi làm kênh khác thì nó cũng mất công. Đấy. Thì đây là một cái video dạng là gây hiểu nhầm, cắm ổ điện. Thắng comment là cắm ổ điện đúng không? Cắm ổ điện mà sao cái đầu lại đỏ? Cắm ổ điện tại sao đầu lại đỏ hả Thắng? Đấy. Thực ra sách á, nó cũng là cái một trong những cái nguyên liệu nha. Sách là một trong những cái nguyên liệu gây thu hút đó các anh chị. Sách là một trong những cái nguyên liệu gây thu hút nha. Hành động gây hiểu nhầm. Đấy. Mở đầu là gây hiểu nhầm. Cứ anh đút vào đi, xong rồi là chồng kêu là ui cái này khít thế chật thế, xong vợ kêu là ui cái đầu nó đỏ quá. Thế xong rồi á, đến sau là có một cái nhân vật là cứ đứng rình rình đúng không, đến khi mở cửa ra ai về là hai vợ chồng đang bán son mọi người ạ. À, hai vợ chồng đang wax son. Hai vợ chồng đang wax son nha, đúng rồi. Đây, chị Hành Diệu này son. Son, chứ không phải là son nhá. Son. Mình biết câu chuyện này đúng không? Đấy. Đấy thì đây là một cái hành động gây hiểu nhầm và sẽ khiến cho khách hàng tò mò đúng không? Thì nó cũng là một cái dạng thu hút đó các anh chị. Đấy, hai vợ chồng này đang quát son nên là giờ chị này bảo anh cắm vào đi. Thế ông chồng bảo cái này nó chật quá, nó khít quá. Xong chị vợ bảo ôi cái đầu nó đỏ thế. Xong kêu là quát son đó các anh chị. Đó, vợ chồng nhà này bán son nhá. Rồi các anh chị thấy hay không? Có rất là nhiều những cái video mà nó mở đầu nó hấp dẫn lắm, và tự dưng khách hàng gọi là bẻ lái, nó là bẻ lái. Rồi ba là hình ảnh ấn tượng, thì mình hình ảnh ấn tượng này mình có màu sắc này, màu sắc ví dụ như đỏ đen vàng là ba cái nhóm màu sắc mà gây ấn tượng nhé. Ừ, vì sao mà nó gây ấn tượng? Mọi người cứ đi đường mọi người nhìn cái biển này, nhìn cái biển hiệu đi, nó luôn là những cái biển hiệu màu đỏ màu vàng đúng không, hay màu đen đúng không, là những cái màu sắc mà gây chú ý với cái mắt con người. Thì cái này đã được nghiên cứu rồi, này đã được khoa học nghiên cứu rồi. Thế nên là mọi người có mở đầu video mọi người cứ cho cái màu sắc này vào thì nó sẽ thu hút. Rồi đây này, rất xấu hoặc rất đẹp nha, một là mọi người đẹp thì đẹp xuất sắc đi. Còn cái đẹp bình thường là nó đại trà quá, nó không có gì đặc biệt cả. Còn hai là mọi người rất xấu, nếu ai mà rất đẹp á, Hằng thấy là cứ lên ngoáy 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 nhảy 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 thôi, lên xu hướng mọi người nhỉ. Ở đây mà ai tự tin là mình rất đẹp á, cứ lên ngoáy ngoáy nhảy nhảy cho em, xong bắt đầu là cầm cái cốc Đông Trùng Hạ Thảo uống. Ok là cũng lên xu hướng. Còn ai xấu thì xấu vô địch cho em. Còn cái ông mà cái gì nhỉ, đang yên ta đang lành ngựa ngựa là ông cũng đẹp trai nhưng không đẹp trai xuất sắc, nhưng mà ông lại cho cái hiệu ứng là mặt mặt vượng mà cái nhìn rất là xấu luôn. Nhìn rất là xấu, xong rồi là kể câu chuyện là đang yên đang lành ngựa ngựa đi ăn cái gì nhỉ, đi ăn bị cay, xong rồi gặp gặp con người yêu. Đấy, cái ông ấy cho cái mặt vượng vào nó tạo thành cái hiệu ứng là mặt rất xấu, chết mọi người ơi, khả năng may cháy giờ mọi người ơi. Đấy, hôm nào mà Hằng lên cũng cháy giờ, rất là ngại với ekip luôn em. Mọi người mà cứ comment chưa hiểu là em đau đầu lắm nha. Đấy, rồi sau đó là nỗi đau này, đánh liền vào nỗi đau cho họ. Ví dụ như cái người bị mặt mụn đúng không, mà mọi người quay nghe cái cảnh mà mặt mụn nó cứ phọt 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 ra, trời ơi, người ta nhìn người ta rất là phê luôn các chị ạ, có đúng không? Và người ta nhìn vào cái mặt mà mụn ơi là mụn, nhìn rất là đau, nhìn rất là xót luôn, đúng vào cái hoàn cảnh của họ đúng không, là cho ngay vào đầu luôn. Hay là người nổi tiếng mọi người có thể đu ép đấy, mọi người có biết đu ép ở trên TikTok không? Có nghĩa là lấy một cái video của người nổi tiếng, sau đó mọi người đu ép cái khúc đầu, sau đó thì mọi người bẻ lái về cái sản phẩm của mình, mọi người hóng một cái drama của người nổi tiếng đúng không? Đu ép đoạn đầu thôi,
Xong đoạn sau thì mọi người đưa cái sản phẩm công trình hạ thảo của mình lên, mọi người bảo tuy là cái drama này rất là nhiều người hóng nhưng em chả quan tâm, em chỉ quan tâm là đợt này á, em dùng cái đông trùng hạ thảo collagen nano á, mặt em đẹp như kiểu là cái cô Harry Won này luôn, đúng không? Mình bẻ lá lại, đầu tiên là mình lấy người nổi tiếng để mình thu hút về cái video của mình thôi, xong mình bẻ lái lại là ui sợ em chả quan tâm tới cái drama này, em chỉ quan tâm là tại sao cô này ra mặt đẹp thế. Thế là em quất liền cái đông trùng hạ thảo collagen này nano này để em dùng. Thế tự nhiên là một tuần sau là da mặt em đẹp hơn cả Harry Won. Đấy, đúng không? Thì mọi người lấy cái đầu là người thu hút, là người nổi tiếng, sau đó mọi người bẻ lái về. Hoặc là một cái yếu tố lạ lùng, đúng không? Tự dưng mọi người cứ thấy một cái người ngồi ngoài đường mà mắt cứ nhìn lên trời, mà mọi người cũng nhìn lên trời theo, mà mọi người chả thấy cái gì, đúng không? Nhưng mọi người có thấy là lạ lùng nó cũng gây thu hút, đúng không? À, một cái con vật gì đó lạ lùng, một cái gì đó lạ lùng thì tự dưng mọi người thấy thu hút. Hay là hằng thấy có người là nhuộm cho đàn gà của mình thành xanh đỏ tím vàng, tự dưng quay lên cũng lên xu hướng. Đấy là yếu tố lạ lùng nhé. Rồi kích thích giác quan. Kích thích giác quan thì có những cái mà người ta quay những cái sô-cô-la nó chảy ra, hay là những cái bánh mà cái trứng nó chảy ra, hay là người ta cầm quả nhót. Trời, tự dưng nói tới quả nhót lại thắt nước. À, người ta cầm quả nhót này, người ta cắn một cái xong rồi bắt đầu nước nó trào ra, nước nó bắn ra, trời ơi má ơi, là ai mà không đổ mồ hôi lưỡi mới là lạ. Ai có ai đổ mồ hôi lưỡi chưa? Đúng không? Đấy, nó là kích thích giác quan các anh chị nha. Rồi so sánh thì mình có thể là chèn before after, nhưng mà cái before after này á, mà người làm không tới nó cũng không hút được. Ví dụ như ngày trước thì bố ụp bố ịch lên, ví dụ như là em của 2 tháng trước, em của 5 tháng trước chẳng hạn, đậu ục béo ịch lên, rồi em của bây giờ đấy, mọi người cho cái hình ảnh, trời ơi thân hình cát, trời ơi, cái eo mà ta nói là nó như kiểu là đồng hồ cát, như eo con kiến luôn, mông thành mông trái đào, đúng không? Thì nó mới là before after mà khiến cho người ta phải tò mò, à cô này cô làm cái gì mà sau 5 tháng mà cô lại đẹp thế, đúng không? Chứ còn là hai cái hình ảnh trước mấy tháng trước với bây giờ nó chả có khác gì nhau, thì người ta cũng chả thấy thu hút gì, đúng không mọi người? Đấy, thì đây là những cái yếu tố khiến cho à, không sao đúng không? Hằng chỉ ngại ekip thôi, ekip phải đu theo Hằng, ekip phải chờ đến khi Hằng làm xong mới bắt đầu quay số các anh chị. Đấy, nên thương ekip lắm. Ok, đấy, nhá mọi người nhá. Rồi Hằng sẽ cố gắng đi nhanh nhanh xíu. Rồi tiêu đề ấn tượng, hôm trước Hằng cho mọi người 186 cái tiêu đề, ai đã dở cái đó ra xem rồi? Ai đã dở cái tiêu đề ấn tượng ra xem rồi? Mọi người comment cho Hằng số 1 đi nào. Chị Hằng làm thuê. Làm thuê là sao? Anh chị em, ai đã xem cái tài liệu mà Hằng tặng cho mọi người rồi nào? Đấy, Hằng nói tặng cho mọi người mà mọi người cứ đòi là chị Hằng ơi đâu rồi, đến khi tặng xong cái chả thể mở ra xem, chán luôn. Chán luôn. Đấy, là cái việc chưa đúng không? Đấy, đấy, Hằng biết ngay mà có nhiều anh chị chưa xem đâu. Đấy, tiêu đề một cái video thu hút đấy, mở đầu thu hút, nhưng mà phải có cái tiêu đề thu hút nha các anh chị. Cái tiêu đề thu hút là cái vé vào cửa. Cái vé vào cửa, xong rồi vào cửa là mới vào, bắt đầu mới nhìn tổng quan, mới thấy là à ok, thu hút quá đúng không? Là cái mở đầu thu hút, nhưng mà cái tiêu đề thu hút nó cũng là một cái mà khiến cho người ta click vào video của mình, đúng không? Đấy, thì hôm trước Hằng có tặng cho mọi người 168 cái tiêu đề thôi miên đốn tim khách hàng rồi. Thì mọi người nghiên cứu cái tiêu đề đi, rồi mọi người ráp cái sản phẩm, ráp cái nội dung của mình vào. Sau đó mọi người lấy y như cái đó nha, mọi người lên ChatGPT, mọi người đều bảo hỏi nó là ChatGPT ơi, cái tiêu đề này á, với cái tiêu đề này thì bạn viết cho tôi cái kịch bản đi, tầm bao nhiêu từ đó, thì nhờ nó viết cho, xong rồi bắt đầu mình biến tấu đi. Hoặc là mọi người muốn viral thì mọi người đi tìm cái nội dung ở trên TikTok, trên YouTube, trên Reel với cái chủ đề mình đang tìm, đúng không? Thì mình tìm để mình học theo, mình sao nấu theo, có rất là nhiều cách luôn. Thế thì mọi người làm sao mà bí ý tưởng được đúng không? Quan trọng là mọi người muốn làm hay không thôi. Em nói thật, nói bận á, là em còn bận hơn các anh chị nhiều. Là lịch của em nó sắp còn sạc luôn. Nhưng mà
Ngày nào em cũng phải đảm bảo này, tí em đào tạo xong là em phải lên livestream này, ngày nào cũng phải có video, không thì phải livestream. Hôm nay em chưa có video là em phải livestream, không mất 500 nghìn cái gì ạ. Đấy, nó phải kỷ luật cỡ đó. Ok, thì cái phần tiêu đề thì Hằng không nói nữa nha. Tiêu đề ở đây thì mọi người có thể chụp lại nè. Mọi người chụp đi. Được chưa? Anh chị chụp đi, chụp xong rồi thì ok để Hằng sang trang khác. Nói sang trang khác cho nó chạy kịp giờ nha. Chụp đi mọi người, ok thì comment lên cái để Hằng chuyển sang chỗ khác nhá. Ok rồi đúng không? Chụp nhanh mà, chụp tắt là được chứ gì đâu đúng không? Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ đến cái yếu tố là âm thanh ấn tượng. Mọi người ơi, cái âm thanh là cái mà nó cực kỳ lợi hại luôn các anh chị nhá. Âm thanh là cái cực kỳ lợi hại luôn. Có rất nhiều những cái trang nhá, nó lên xu hướng, nó trở thành hot tại vì là nó biết đu trend nhạc đấy. Ở đây những anh chị nào biết biết tìm trend nhạc trên TikTok và comment cho Hằng số 1. Đây Hằng Hằng share cho các chị luôn này. Ở đây thì âm thanh ấn tượng á thì mình có nhạc trend này, rồi có âm thanh tạo hiệu ứng này. Ví dụ như những cái âm thanh tạo hiệu ứng như là ấy smà này, rồi quát rồi đấy, Hằng không thể gào được như người ta nhé, đang hơi khàn họng rồi. Rồi những cái người mà có điệu cười sảng khoái á các anh chị. Có một cái bà có một cái bạn gì béo 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 đó, xong rồi lấy bạn Hải Bót nhỉ, Mai Kim Liên, là bạn có một cái điệu cười bạn mập nha, bạn mập, bạn thu hút vì bạn mập, xong rồi bạn có một cái điệu cười mà đúng là bố đời luôn, cất nụ cười lên cái là người ta phải chú ý liền. Thế nên là hồi đó mà Hằng Hằng chú ý cái bạn này chỉ vì bạn béo mà bạn cười khà. Trời ơi, xong đến khi vào video xem thì bạn hát hay quá, thế là Hằng cũng follow cái bạn này, sau này thì bạn lấy cái bạn Hải Boss. Ok, nói chung là xem cho biết thôi chứ cũng không 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 có không có lướt TikTok nhiều. Rồi đó thì bạn này thu hút vì điệu cười sảng khoái, mở đầu video ra cái thấy cười sảng khoái quá, mà mọi người thấy bây giờ là cái cuộc sống nó stress, nó căng thẳng đúng không, nó sống vội, nó căng thẳng, nó stress quá chừng tự dưng mở ra cái thấy bà này cười ôi dù quá trời là sảng khoái, người ta mê cái điệu cười mà người ta follow với anh chị ạ. À? Đấy, rồi bốn là âm thanh ma mị. Có ai mà thích nghe chuyện ma này, thích kể chuyện ma mà thấy cái gì mà liên quan tới ma mị một xíu là mình muốn nhảy vào mình xem không? Có những cái video mà cái cảnh ngồi, cái cảnh rất bình thường thôi nhá, nhưng mà tự dưng người ta để cái âm thanh ma mị vào, thế là người ta phải rình rình người ta xem. Đáng lẽ là lướt qua rồi nhưng mà vì cái âm thanh ma mị là phải hóng xem là ủa sao đang yên đang lành lại ghép cái âm thanh này vào để xem là cái kết nó như thế nào. Đấy là có nhiều cái video nó hút vì đưa cái âm thanh ma mị vào đấy. Nhạc trend nhá, nhạc trend thì đây anh chị Hằng sẽ cho các anh chị cái link, Hằng sẽ cho các anh chị cái link để các anh chị có thể là tìm tìm nhạc trend nhá. Đây này, cái này là trend, có trend nhạc luôn này, trend hát bác này, đang có hát bác gì thì các chị vào đây các chị sẽ thấy là trend hát bác này. Đấy, có rất là nhiều những cái trend hát tác, ví dụ như SEA Games 23 này, rồi Real Madrid này, đấy. Rồi trend nhạc này. Đây là nó có 7 ngày gần đây này, rồi 30 ngày gần đây, 120 ngày gần đây này. Đấy. Rồi cái chi top 100 này, đấy. Rồi đây là trend nhạc mọi người này. Đấy, đưa em về nhà, đưa em về nhà này, rồi mật ngọt này đấy, cái này mật ngọt mới lên xu hướng này. Cứ bạn nào đưa cái bài mật ngọt này vào xong rồi bắt đầu cho cái hình nó nhấp nháy nhấp nháy nhấp nháy, thế là lại lên xu hướng, chả có cái gì đặc biệt mà cũng lên xu hướng được vì cái nhạc trend đó các chị. Đấy, rồi đơn giản em yêu anh đấy, đây là nhạc trend các chị. Ô chết chết đó đó, các chị thấy chưa, nó trend này, nó trend này, nó dốc lên này đúng không mọi người. Đấy mọi người có muốn cái có cái link trang này không? Không, chết rồi, tự dưng bấm luôn ta luôn tung đấy. Ok, trên đây, trên đây, đây là trend TikTok nha. Rồi rồi gì nữa, trend trend Twitter này, trend TikTok video này đấy, mọi người cứ lên đây mọi người tìm trend nha. Đây là cái bí mật là các TikToker không muốn bạn biết đâu nha, nhưng mà hôm nay thì Hằng lại chót cho biết hết rồi, thế nên là mọi người cứ chịu khó mọi người lên đây mà tìm trend. Ok nha.
Ok, có chưa hả? Ok, đây thằng gửi link cho mọi người lên khung chat luôn này. Gửi link luôn nhá. Toàn chụp xe. Đấy, ngày hôm nay biết được hơi nhiều thứ nhỉ. Ngày hôm nay mọi người biết được hơi nhiều thứ nhỉ. Biết được nhiều thứ không mọi người? Có nhiều thứ mọi người chưa biết không? Ô nhầm nhầm. Sorry mọi người nha. Cái lúc nãy hằng là cái lúc nãy hằng hằng sợ tiếng Anh để mà hằng hằng tìm cái đông trùng hạ thảo đó hằng nhầm đấy. Để hằng copy lại, hằng dán lại nha. Copy dán lại nha. Rồi ok mọi người chịu khó chuẩn bị cũng chúng ta còn những cái phần rất là hay ở cuối chương trình nên là mọi người chịu khó nha. Xíu nữa là xong, còn ai chị nào muốn ao ra đi ngủ thì cứ ao nha. Muốn ao ra đi ngủ thì cứ ao trước nha. Ôi. Ok. Rồi, đây đây là những cái chất liệu trong cái nội dung thu hút các anh chị nha. Đây là những cái chất liệu mà khiến cho video của các anh chị thu hút. Làm sao video của các anh chị có những cái chất liệu này á là kiểu gì video của mình nó cũng thu hút, thấy chưa? Rồi, đây là 12 cái nguyên liệu để cho các chị xào nấu cho cái video của mình, khiến cho video của mình trở nên thu hút các chị nhá. Rồi, cái thứ nhất là nhiều người gặp phải. Các anh chị thử comment xem với cái đông trùng hạ thảo của mình thì cái gì nhiều người gặp phải mà phải dùng cái sản phẩm của mình ạ? À? Mọi người thử comment xem cái vấn đề gì mà rất nhiều người gặp phải mà người ta phải dùng cái sản phẩm của đông trùng hạ thảo của mình. Mọi người thử comment lên khung chat lấy số đi các chị, sử dụng trí tuệ đám đông đi. Mỗi người mỗi ý nó sẽ ra rất là nhiều những cái ý tưởng khác nhau. Chết rồi, kiểu này hôm nay bị ekip chửi chắc luôn. Cái này hôm nay bị ekip chửi chắc luôn người ạ. À? Tăng đề kháng này mất ngủ này đúng rồi. À chị Huê hôm nay vào đây học à? Đau dạ dày, mất ngủ, thừa cân, yếu sinh lý. Chào ngược dạ dày, mất ngủ, đau dạ dày. Đúng rồi. Nói chung là cái vấn đề đau dạ dày bây giờ nhiều người mắc phải đúng không? Tại vì ăn uống có gọi là ăn vội rồi lại đi làm, rồi vừa ăn vừa làm việc. Ăn cũng vậy chứ đâu, nói đâu ai xa. Đấy, bây giờ lúc nãy vừa đau á với chị, lúc nãy vừa đau bây giờ đỡ rồi. Mất ngủ này, thừa cân này, éo sinh lé này. Đấy. Đúng, rất nhiều đấy, mọi người tự nảy số ra nhá. Đấy, vấn đề nhiều người gặp phải này mà mình đưa ngay vào cái tiêu đề rồi là nó sẽ khiến cho nội dung của mình thu hút liền, đúng không? Rồi, thứ hai là có yếu tố người nổi tiếng này. Thì mình cứ lồng vào trong cái video của mình giống như Hằng chia sẻ đó, mọi người lồng vào trong video của mình đu ép hoặc là mình để cái điện thoại đây mình quay quay cái video mọi người đang nói xong rồi bắt đầu mình quay lại mình đấy mà rồi mình nói một cái chủ đề gì đó về mình thôi, mình bẻ lái về cái chủ đề của mình chả sao đúng không, chả sao cả, mình cứ bẻ lái về. Hay là hiện tại đang có cái trend có cái trend vừa rồi có cái trend là gì đúng nhận sai cãi nhé ai thì mọi người áp dụng ngay vào cái video của mình đúng không, đấy đúng nhận sai cãi và áp dụng vào thì nó cũng sẽ khiến cho cái video của mình thu hút hơn. Rồi ba là gây tranh cãi hoặc là phốt này đó, mọi người đưa lên một cái tiêu đề mà khiến cho người ta muốn nhảy và người ta comment nha. Nếu mà video của mình á nó mọi người phải nghĩ xem là khi mình đăng cái video này á người ta có muốn comment không đấy, thì mọi người đưa một cái gì đó lên mà ngay lập tức người ta muốn nhảy sổ và người ta cãi liền hay là người ta muốn phốt liền đấy thì nó cũng khiến cho video của mọi người lên xu hướng được, video của mọi người nhiều người quan tâm được thì là nó sẽ có cái trường phái gọi là đối lập nhau vào, người thì cãi đúng, người thì nói sai, người thì nói như này, người nói như kia đúng không đấy. Đặc biệt là vì sao người nổi tiếng là video của họ là auto lên xu hướng vì là có anti fan. Anti fan người thì chê người thì khen đúng không, thì nó lên thôi. Rồi thứ năm là sách đây, lúc nãy em có nói với mọi người á là có yếu tố sách vào là cái video của mọi người sẽ thu hút nha. Có yếu tố sách, rất là nhiều cặp vợ chồng đóng cái kiểu xích sách đó mọi người, đóng kiểu xích sách là nó là tế nhị thôi nhưng mà từ vì là nó có yếu tố xích sách vào nên là tự dưng á là người ta thích xem. À hôm bữa là em có xem cái bạn xàm xí muội á, tự dưng bạn cầm cái quả sầu riêng nha mà cái video đó lên xu hướng ấy chị, lên video lên gần triệu view á, tự dưng bạn cứ cầm cái quả sầu riêng bạn xoay xoay này này
chồng mới hỏi là ủa tại sao em không ăn mà em cứ cầm cái quả sầu riêng em xoay xoay rồi em cười như kiểu như con hâm. Thế xong rồi bạn mới nói em nhìn cái quả sầu riêng tự dưng em nghĩ tới anh. Em bảo sao nghĩ tới anh, vì em thấy nó giống anh quá. Thế xong rồi bảo giống cái gì, thế bạn bảo là đây này bên hai hai múi hai bên bên to bên nhỏ đấy, thì nó cũng liên quan tới sách đúng không, nó cũng liên quan tới sách đấy. Thế thì là người ta thích xem vậy thôi, con người là đụng tới sách này, đụng tới tâm linh này, rồi đụng tới gì drama này là người ta rất thích xem luôn đó. Các chị cứ suy từ mình ra không, hay là sáu là mình tạo ra một cái thử thách gì đó đúng không, tạo ra một cái thử thách thôi. Bảy là hài hước, dở khóc dở cười. Ví dụ như các anh chị có rất là nhiều người bom hàng làm cái nội dung là trời ơi hôm nay em bị bom hàng, em hỏi sao mà bị bom hàng, cái thằng shipper là cái thằng người cái gì cái cái thằng cái đứa đặt hàng là người yêu của người yêu cũ. Cái đứa đặt hàng là người yêu của người yêu cũ, nó đặt hàng xong nó phát hiện ra là em là người yêu cũ của người yêu nó, thế là nó bao hàng em đúng không, thì nó là cũng là một cái yếu tố dở khóc dở cười đúng không. Hay là hôm nay em bị bao hàng hỏi sao, shipper nói là khách hàng đang tắm và đòi mang vào nhà tắm, thế là shipper sợ quá chạy mất dép thế là bom hàng về đấy. Nó là một trong những cái tình huống dở khóc dở cười đúng không, thế là nó cũng gây thu hút. Rồi yếu tố về tiền bạc, ai mà ở đây ai anh chị em ai đã từng thấy một cái video mà nói là tôi đã kiếm gì mấy tôi sở hữu gì một khối lượng tài sản bao nhiêu đó, hay là tôi đã có thu nhập 90 triệu một tháng bằng TikTok nhờ cách này, cái chị có nhà vô xem không, cái chị có nhào vô xem không? Cứ nói đến tiền bạc là nhiều khi là ai cũng muốn nhào vô xem đúng không, ai cũng muốn nhào vô xem hết. Hay là các thầy mà dạy TikTok thì người ta cũng tập trung chủ yếu vào cái việc là tiền thôi, giúp cho các chị làm hiệu quả, bán hàng hiệu quả rồi nghìn đơn rồi kiếm được bao nhiêu tiền đó, là nói đến tiền cái. Ủa mọi người có đang xem không, mọi người còn nghe rõ không? Tự dưng em thấy không có nhúc nhích cái gì, em lại thấy hoang mang quá không biết là mình rồi rồi thấy thấy comment nhảy rồi. Ok, thỉnh thoảng mà thấy im là phải hỏi không, có là tự dưng ngồi đọc phải mình là chết dở rồi đấy. Rồi tiền tiền bạc nha. Rồi chín là lên án xã hội này, mọi người vừa rồi có thấy lúc trước là có thấy cái bạn NONO gì mà có một cái drama là gì nhỉ, có một cái đời một drama là gì, chào bà già đau khổ giữa mùa đông cô đơn. Ở đây ai biết cái drama đó, nó là một cái mà xã hội lên án mọi người. Thế là rất là nhiều những cái TikToker khác đều đều nói về cái xã hội đang lên án này, và video của họ lên xu hướng đơn giản vậy thôi. Họ bú frame mọi người, họ bú frame, họ lấy ngay cái drama đó và họ làm video luôn, họ nói dưới cái góc độ khía cạnh suy nghĩ của họ thôi, quan điểm của họ thôi. Thế từ cái nên drama đó thì họ cũng lên xu hướng theo đấy. Đây là cái xã hội lên án nha. Rồi tâm linh bí ẩn, khi mà cái video của mình á nó có cái gì đó nó liên quan tới tâm linh nha, nó liên quan tới tâm linh, nó cũng là một cái yếu tố thu hút người xem, mà đặc biệt là trong cái giai đoạn mà nó là Covid hay gì đó, lại cái yếu tố cái tâm linh này nó lại càng lên ngôi các chị ạ, nó lại càng lên ngôi đấy. Đấy nên là cái yếu tố tâm linh cũng là một trong những cái chất liệu mà người có thể đưa vào nhá. Rồi 11 là câu chuyện phi thường đó. Câu chuyện phi thường thì mọi người có thể nói về những người mà cụt hai tay đúng không, vừa rồi em đăng lên lên trên Zalo của em một cái hình ảnh là cái anh này cụt hai tay nhưng mà vẫn livestream, cụt hai tay nhưng mà vẫn livestream bán hàng tới tận khuya. Vì sao vì sao mà cụt hai tay vẫn ngồi bán hàng tới tận khuya, vì là phải còn nuôi con nhỏ và vợ đấy, vẫn còn phải bán hàng để nuôi con nhỏ và vợ đấy. Thì nó là một cái câu chuyện phi thường, và nó cũng có thể là một cái nguyên liệu để mà mình nhào nặn vào trong cái video của mình, để khiến cho một cái, nhiều khi á mình làm cả cái kênh nó có cái gì làm 2-30 video nó không lên nổi, có 100-200 lượt lượt xem,
Nhưng mà tự dưng nhá, có một cái video các anh chị làm nó chạm đúng cái cảm xúc của người ta, và tự dưng á, TikTok nó cứ phân phối và người ta lại mò vào xem, phân phối xem tiếp, phân phối xem tiếp, thì tiếp tục qua cái vòng 100 người nó lại phân phối tới 200 người, qua cái vòng 200 người nó phân phối tới 1.000 người, và người ta tiếp tục bấm vào xem. Tự dưng có một, chỉ cần một cái video của các anh chị lên xu hướng thôi là các anh chị sẽ kéo nguyên một đội về, về follow về cái kênh của mình nhá, và nâng tất cả những cái video khác lên. Và có một cái người chị mà người gọi là gian truân cho cái việc làm TikTok, cũng học trong cái khóa của anh Cần này, gian truân lắm, mọi người, làm mãi chả lên xu hướng được, làm 3 tháng và làm video rất đều cũng lên được. Thế tự dưng có một cái video đó coi ảnh kho, nó lên xu hướng nên em nó kéo một loạt lên. Thế là các anh chị cứ làm nhiều vào, cứ làm nhiều, những đưa nhiều những cái xào nấu, nhiều những cái yếu tố này vào, tự dưng nó đến một cái video nó tự dưng nó chạm tới khách hàng thôi. Thế là nó kéo nguyên cả kênh của mình lên, đúng không? Thế nên là việc của các anh chị chỉ là chịu khó làm và kiên trì thôi. Cứ kiên trì là cái gì cũng có nhé các anh chị nha. Kiên trì là cái gì cũng có, cứ nhúc nhích là sẽ tới đích. Đấy, đấy là hai phương châm. Khi nào nán cứ nhẩm đi nhẩm lại cái câu thần chú đó là đi tiếp các anh chị nhá. Rồi, wow, 12 là yếu tố wow nha. Thì khi mà trong video của mình có cái yếu tố wow á, là người ta mở cái video lên cái người ta wow, trời ơi đẹp vậy, wow, trời ơi giỏi vậy, wow, trời ơi ngon vậy, đúng không? Thì tự dưng là người ta muốn ở lại, người ta xem và nó rất là thu hút luôn, được chưa? Rồi cái phần này thì mọi người có thể chụp màn hình lại nhá, chụp màn hình lại các anh chị nhá, hoặc là ghi lại hoặc chụp màn hình lại nhá, để mình đi cho nhanh. Rồi bây giờ là mình đến cái chiến lược selling này, chiến lược selling nhá các anh chị nhá. Cái này á, hôm sau mình sẽ tận dụng cái cộng đồng của mình, được chưa? Hôm sau các anh chị nào mà không chịu làm bài tập hàng sẽ cho ao nhóm, còn các anh chị nào làm á, mình sẽ bắt đầu là làm kênh TikTok và các anh chị sẽ vào selling cho nhau. Các anh chị tưởng tượng đi, với một người mà chúng ta làm một mình, các anh chị bao giờ mà được 1.000 follow, bao giờ mà được 500 follow, đúng không? Nhưng chúng ta chỉ cần mượn sức nhau thôi. Các anh chị, một người vào comment tiêu cực, 5 người vào comment tiêu cực nha, là cái video nó dễ lên xu hướng lắm luôn các anh chị ạ. Được chưa? Là chúng ta giả vờ setting cho nhau. Các anh chị cứ hình dung đi. Đấy, anh chị nào hôm bữa kêu là sợ xấu, cứ làm một cái video lên mặt mộc cho em. Bắt đầu là những anh chị trong nhóm vào comment chửi xấu. Được chưa? Mình giả vờ mình khẩu nghiệp tí. Ok chưa? Giả vờ khẩu nghiệp, giả vờ phốt tí. À, hôm sau là tự dưng nha, sẽ có những người người ta vào, người ta sẽ bênh. À, thôi em ạ, đừng chấp những người như vậy. Thôi em ạ, em cứ sống thật với bản thân mình. Thôi em ạ. Đấy, nó sẽ chia ra hai trường thái, bênh nhau nhá. Đấy, thì cái này gọi là chiến lược selling. Nếu mà một mình làm á, thì mình phải lập nhiều cái TikTok để mà mình selling cho nhau, đúng không? Nhưng các anh chị, chúng ta có một cái tập thể rất là đông, đúng không? Chúng ta sẽ nào, chúng ta selling cho nhau. Một cái comment bắt đầu là nó sẽ phân phối tiếp. Một cái comment là TikTok sẽ phân phối tiếp. Và chúng ta cứ vào, chúng ta comment cho nhau đúng cái giờ đó. Ví dụ như hàng quy định là 12 giờ. Các anh chị cùng nhau vào selling cho nhau. Là các anh chị cứ gửi cái link video, là chúng ta vào comment cho nhau. Hàng nói thật, không lên xu hướng với lại nhá. Được chưa? Các anh chị thấy tuyệt vời không? Các anh chị thấy tuyệt vời không? Chúng ta lợi thế của chúng ta có cộng đồng là vậy á. Còn anh chị nào không chịu làm hàng cho ra thì đừng có tiếc. Anh chị nào không chịu làm, không chịu hành động hàng cho ra đừng có tiếc nha. Mình sẽ xây dựng một cái cộng đồng, vào là làm, vào là chiến, vào là búp cho nhau. Được chưa? Chúng ta xây dựng văn hóa luôn. Đấy, cho đi là sẽ nhận lại anh chị. Các anh chị chịu khó comment cho người khác, người khác comment cho các chị, tự dưng video của mình lên. Đơn giản vậy thôi ạ. Và TikTok thuật toán nó cũng không làm được gì mình, nó làm gì phân biệt được mình là ai, đúng không? Nó cứ thấy tự dưng là có người lạ vào comment, nó lại đẩy tiếp lên, được chưa? Rồi comment gây tranh cãi vào, các anh chị cứ vào comment tiêu cực và comment gây tranh cãi thì tự dưng sẽ có những cái luồng khác người ta vào bảo vệ bảo vệ cái người bị comment tiêu cực. Ví dụ như hàng đăng một cái video nha, xong rồi một anh chị nào vào đó chê, đúng rồi, chéo cho nhau đúng không? Anh Điền ấy vào trên, trời ơi, tưởng sao lại bác sĩ dỗm đây mà, ơi giời ơi, tưởng sao lại cái gì, lại giả danh bác sĩ đây mà,
Thế xong người khác nhảy vào bảo đâu có, người ta chỉ chia sẻ đơn thuần thôi mà. Có một anh chị khác lại vào giả vờ là bênh bánh hàng đúng không? Thế mọi người thấy cái cách xích bình nó tuyệt vời không? Hiệu ứng nhạc nền lấy ở đâu á? À? Nhạc nền nhiều chỗ lắm chị ơi. À hiệu ứng à, hiệu ứng thì trong cấp cấp mình có đấy. Hôm sau Hàn sẽ chia sẻ cho mọi người cái cấp cấp thử của Trung Quốc luôn nha. Rồi, comment gây tranh cãi này mọi người thấy đúng không? Khi mà chúng ta đóng một cái vai nhân vật chính diện là mọi người xem phim đúng không? Mọi người có thấy là khi mà trong một cái bộ phim đúng không? Là nhân vật chính diện là hay bị một cái nhân vật phản diện chơi xấu đúng không? Chơi xấu này rồi chê. Xong rồi bắt đầu là tất cả khán giả xem đó. Thậm chí mọi người có thấy bố mẹ mình không? Nhiều khi xem biết là xem phim rồi á vẫn chửi cái thằng diễn viên như đúng rồi. Mẹ mày nghĩ mà mẹ cái đứa này nó ác quá. Xem muốn đập luôn tivi đúng không? Đấy, thành ra là cái việc mà mình làm cái nhân vật chính diện có người khác vào chê bai nói xấu rồi là comment gây tranh cãi thì mình sẽ là một cái nhân vật chính diện và người ta sẽ tự dưng có thiện cảm với mình đúng không? Đúng không? Và mình sẽ có những cái video khác đấy, mình làm một cái video khác, mình trả lời cái comment đó, mình trả lời cái xích đinh đó, mình làm một cái video và mình trả lời một cách khéo léo, một cách văn minh, một cách hợp tình hợp lý và bắt đầu là mình nêu bật cái sản phẩm mình lên thì có phải lúc này á thì khách hàng sẽ tâm phục khẩu phục luôn, khách hàng xem và khách hàng sẽ tâm phục khẩu phục và sẽ yêu mến các anh chị luôn, là kêu là ui bạn này bạn văn minh, bạn bạn bị comment kiểu tiêu cực vậy, comment chê bai vậy mà bạn vẫn rất là văn minh, bạn rất là xử lý khéo léo đúng không? Thì có phải lúc này mọi người tự dưng là thành một cái nhân vật chính diện được yêu quý không? Đúng mọi người. Mọi người ai thấy hay comment chữ hay nha. Thấy ý tưởng hay thật sự hả? hay quá đúng không? Rồi mọi người ơi, cháy quá rồi mọi người ạ, cháy quá rồi, có khi là chúng ta sẽ dừng ở đây cho ban tổ chức nghỉ ngơi các anh chị ạ. Rồi, hôm sau chúng ta chia sẻ tiếp mọi người nhá. Được không? Hôm sau chúng ta chia sẻ tiếp nhá. Chứ bây giờ Hằng thấy thương ban tổ chức ngồi từ 7:30 đến giờ tội quá các anh chị ạ. Hằng thì cũng khàn giọng rồi thì Hằng cũng muốn là cháy hết mình cùng các chị thật đó. Trời ơi, tính ra là mấy tiếng rồi các anh chị. Những là mình ngồi học mấy tiếng ạ. Ok mọi người ơi, xin xin link mình đi game rồi. Ok, ngày hôm nay thì các anh chị có thấy cái nội dung học có hữu ích với các chị không? Ngồi 3 tiếng rồi khủng khiếp anh chị nhở. Hằng cũng không nghĩ là mình đã nói được 3 tiếng á. Mà hôm nay đau bụng chứ. Hằng nghe say sưa hả? Rồi bây giờ thì ok, ngày buổi học ngày hôm nay có hữu ích với mọi người không ạ? Ok. Rồi thì các anh chị cứ vậy mà chịu khó làm nhá. Không làm video á, Hằng cho out ra khỏi nhóm thì rất là tiếc luôn. Nên là các anh chị chịu khó làm nha. Thì bây giờ Hằng sẽ kết thúc cái chương trình ngày hôm nay tại đây thôi.